Truyện Xích Quỷ Kiếm, tác giả M, chương 19. Châu Châu, hả? Châu Châu à, cái gì chứ? Châu Châu, nè, ngươi muốn hỏi gì, sao gọi mày lại không nói chứ? Không gì cả, ta chỉ là muốn nghe giọng nói của đệ thôi. Hứa với ta đi, sau này mỗi khi ta gọi đệ, đệ đều trả lời như vậy. Đừng để ta phải tìm kiếm nữa, có được không? Hả? Có được không? Thiên Châu không trả lời, lòng người của hai người áp sát vào nhau, không còn khoảng cách. Thiên Châu có thể cảm nhận được nhịp tim của Chinh Vũ đang nhịp nhàng vun nảy, còn có thể cảm nhận được cả cái sự chân thành từ trong trái tim của hắn ta. Khẽ khàng đáp, được. Chinh Vũ mỉm cười, hắn ta lúc này tuyệt đối là cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Hắn xoay đầu qua, hôn vào trong má của cậu một cái, rồi ôm cậu thật là chặt. Cứ thế, hai người mất hết cả hơn một buổi mới được cả quả tộc. Nhưng từ xa, hắn đã cảm nhận được yêu khí nồng nặc, không rõ là phát ra từ đâu, nhưng dường như nó đang rất là mạnh. Giờ đến nơi, Chính Vũ lập tức làm thế ẩn thân. Cả hai người bọn họ cứ như vậy mà vào bên trong quan thành, trời không hay, quỷ không biết. Chẳng lẽ lúc bầu lão tổ đã tái sinh, lưu ý cái gì rồi? Chính Vũ đang suy nghĩ thì mở một cái toán linh là đứt của họ. Hắn ta cảm nhận yêu khí vẩn vơ, toàn bộ bọn chúng đều chỉ là yêu quá gia nhân. Cô truyền hải kia chắc là không làm cái chuyện này đâu. Mấy ngày này hắn ta chỉ lo cho Châu Châu, vậy thì còn ai có thể mà sai khiến được yêu ma chứ? Nhưng Lục Cảnh Hạo không thể nào không nhận ra chúng là yêu ma, hay là đã có biến cố gì chăng? Sao vậy Chính Vũ? Người đang lo lắng điều gì hả? Châu Châu à, ta nghĩ là Lục Cảnh Hạo đã xảy ra chuyện rồi đó. Chúng ta hãy nhanh chóng tìm hắn ta đi. Được. Vừa dứt lời, Chính Vũ ôm chặt Thiên Châu, lập tức lướt gió. Hắn ta nhắm mắt lại, lẩm nhẩm, liền phát ra toàn bộ khu vực chính điện, chính là yêu khí bao phủ. Từng tầng hắc khí đã tỏa ra cả một vùng. Chính Vũ liền phi thân lên trên mái nhà, xuyên qua một cái kẽ hở nhìn xuống. Bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hắn ta vừa ghé mắt vào liền chạm phải một cái đôi mắt ma quái cứ nhìn trân trân mình. Y còn nở ra một cái nụ cười hắc ám. Người này cao lớn uy vũ, toàn thân mặc hắc bào, trên lưng đeo một cái chiếc đai ngọc lục bảo, tóc đen xõa dài, chiếc trâm ngọc xuyên qua một cái búi tóc ở sau lưng. Trên trán của hắn ta có hình liệt quả. Lục bảo lão tổ sao? Khốn kiếp thật mà, thuật ẩn thân mà cũng bị hắn ta nhìn ra. Chưa kịp định thần, bỗng một trận lửa đỏ lại tấn công về phía Chinh Vũ, hất văng hắn ta và Thiên Châu ra xa. Mã nhà dở dụng, lúc bầu lập tức bay lên trên không trung, hai tay liên tục phát ra lửa nóng hừng hực để đánh tới tấp về phía Chinh Vũ. Hắn ta liền niệm chú trói Thiên Châu giữ lại phía sau lưng của mình, dùng tay lần nữa, một kết giới bằng băng đã mở ra bao bọc lấy hắn ta và cậu. Lục bào xoay tay, liền hiện ra cả một cái vòng kết lưới lửa xung quanh người của y. Nhưng kết giới này chính là không phải là lửa đỏ trực, mà nó có một cái màu đen của yêu ma. Y cười lớn mắt, lại không rời khỏi Thiên Châu. Kẻ sau lưng ngươi chính là Hứa Thiên Châu sao? Hãy giữ hắn ta cho ta đi. Lục bào lão tổ à, nghe từ Thiên Châu để làm gì chứ? Thử hỏi trong thiên hạ này, ai lại không muốn có được Xích Quỷ Kiếm Dương chứ? Có hắn ta chính là có cả thiên hạ. Thật nực cười, ngài tới là người của thần tộc lại bị yêu ma điều khiển, thử hỏi xem có cái tư cách gì để mà đứng đầu thiên hạ chứ? Lục Bào nhếch mép cười cười. Tiểu tử à, ngươi chưa có đủ tư cách để mà nói chuyện với ta đâu. Hãy giao Thiên Châu ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nực cười, thắng đường ta đi rồi hắn nói. Lục Bào như đôi mắt tà tà lên để mà nhìn cái Chính Vũ. Hắn ta nở ra một tràng cười ghê rợn rồi nhắm mắt lại, hai tay giơ lên trên cao. Chính Vũ biết đây chính là một trận đấu lớn, lòng bất an liền nắm chặt tay của Thiên Châu lại. Châu Châu à, đừng sợ. Ta không sợ đâu, có người ta sẽ không sợ. Nói xong hai người nhìn nhau để ý cười. Chính Vũ liền nhướng mày mà nhìn về phía Lục Bào. Lúc này đây, y đã bưng một cái quả cầu lửa khổng lồ ở trên đỉnh đầu,
phè người thành vòng tròn mà hét lớn: Liệt quả thần cầu xuất! Vừa dứt hiệu lệnh, cái quả cầu lửa đã bay phè về hướng chính vô. Hắn ta liền xoay hai tay lên, dần hết nỗ lực, cây hơi nước ở trong không khí nó liền đóng băng lại. Hắn ta gom thành một khối cầu tuyết liền tung ra, quả tuyết giao nhau, nhưng mà sức lực của Chinh Dung còn yếu kém so với lúc bào lão tổ, nên quả cầu tuyết kia lập tức bị đẩy lùi về hướng hắn ta. Hắn trụ lực dùng khí để mà chặn lại, nhưng càng nút quả tuyết lại càng đến gần. Chinh Dung nghiến răng, cái tia máu vàng đè trong tròng mắt của hắn ta, cuối cùng là không trụ được nữa. Quả tuyết lao đến rất là nhanh, Thiên Châu gục mặt vào trong vai của Chinh Dung. Hắn ta nhắm nghiền mắt lại, cậu đang chờ đợi cái chết đến gần. Bỗng một lúc sau, giờ này chưa có động tĩnh gì. Thiên Châu liền mở mắt ra, thì nhìn thấy bên cạnh đang có một nam nhân xoáy khí ngút trời, hợp lực cùng với Chinh Du đẩy lùi đi cái quả cầu lửa kia. Đó chính là Lục Cảnh Hào. Từ phía bên kia, Lục Bào lại gia tăng thêm công lực, liệt quả của hắn ta đẩy quả tuyết ngược về phía Cảnh Hào và Chinh Du. Hai bên đang giằng co ác liệt, thì từ dưới mặt đất, Lục Phong lại phi thân lên, tạo ra một luồng chân khí vững mạnh. Hắn ta dừng lôi công, một luồng khí cực là mạnh, nó giống như là cuồng phong, bất ngờ lại đánh đến quả tuyết. Một trận nổ đến long trời lở đất đã làm rung chuyển vạn vật xung quanh. Lục Bào bay ngược về sau, Chinh Du và Cảnh Hào té nhào xuống đất, máu bị phun ra. Lục Phong nhanh chóng để mà lao đến, giải phóng ấn rồi tách Thiên Châu và Chinh Du ra, rồi hét lớn lên: Trần Tiêu Dao, mày Thiên Châu rời khỏi lập tức! Trần Tiêu Dao từ bên kia lao đến để kéo Thiên Châu phi thiên. Trước khi mà rời khỏi, Thiên Châu kịp thời đến quái đầu lại, mắt của cậu và Chinh Du giao nhau đầy lưu luyến. Tại sao không sao? Hãy chờ ta. Chỉ cần một cái ánh mắt nọ thôi, họ liền hiểu nhau. Chinh Du mỉm cười, Thiên Châu liền gật đầu một cái rồi biến mất. Bên dưới giờ chỉ còn có ba phụ tử nhà họ Lục và còn Chinh Du. Họ chia phe rõ rệt. Cảnh Hào, Lục Phong, hai người dám chống lại ta hay sao? Phụ thân à, từ nhỏ ta và tiểu đệ chưa một lần nghịch ý của phụ thân, nhưng lần này người đã làm sai rồi. Con đường ma đạo một khi đã đi vào sẽ mà không có lối thoát. Xin hãy tỉnh táo lại đi, đừng bao giờ để cho ma điều khiển người mình. Người câm miệng lại cho ta. Mọi chuyện cũng là tại cái đứa con bất tài như nhà ngươi đó, có bốn thành pháp kiếm mà mất đến nghìn năm vẫn chưa đoạt được. Nói gì đến cái chữ đạo hiếu với ta chứ? Ngươi lại còn hại Lục Hạo là phải thân tàn ba dại. Ngươi có xứng đáng để làm huynh trưởng hay là không đây? Phụ thân à, nhị ca kia chính là cái kẻ tham lam vô đạo, suýt chút nữa đã hại chết đại ca rồi. Ngươi còn bình diện hắn ta hay sao chứ? Phong à, uống cho con chính là cái người mà ta yêu thương nhất. Từ nhỏ đã đưa đến thiên giới đầm tu tiên, nhưng vì sao lại trở về cùng với đại ca của con làm điều sằng bậy chứ? Ta lần cuối nói cho hai cái tên nghịch tử các ngươi biết, gọi là cùng với ta tranh đoạt thiên hạ, gọi là tránh ra, hay là chỉ còn một con đường chết mà thôi. Phụ thân à, đừng trách hại gì bất hiếu. Được lắm, các ngươi là dám thông đồng cùng với hắn ta sao? Hôm nay ta sẽ dùng thiên quả mà đốt sạch các ngươi. Vừa dứt lời, điệp quả ở trên trán của Lục Bào lão tổ lại sáng rực lên, kẻ có xung quanh đang đụng đưa bỗng im bặt đi. Toàn bộ không khí giống như ngưng động lại, ba người bọn họ lại đứng tụ vào nhau, thì cái cảm giác da thịt mình giờ bị sắp thiêu cháy đến nơi. Lửa từ trên bầu trời nó giống như là cuồng phong tịnh độ kéo xuống. Chính dù liền nắm lấy tay của Cảnh Hào và Lục Phong mà kéo đi. Không sao rồi, chạy đi. Họ vừa bay dọt lên trên không trung thì cái khối cầu lửa kia đã đánh rầm xuống chỗ cầu họ vừa đứng. Toàn bộ chỉ còn lại có một đống quan toàn trò. Nhưng mà thác thân nào có dễ dàng được đâu chứ. Thiên quả đã biến thành những cái đám lửa nhỏ lướt gió mà đuổi theo. Ba người bọn họ giống như là ma đuổi, nhưng mà vẫn không thoát khỏi thiên quả. Chúng dường như chính là muốn truy cùng diệt tận. Bỗng Lục Phong hụt hơi, thiên quả lập tức lại liếm vào trong người của y. Toàn bộ thân mình bốc cháy, y đang đàn nhân thì ngã nhào xuống đất. Cảnh Hào và Chinh Du cũng đuổi theo. Trần Tiêu Dao đang giữ Thiên Châu ở gần đây thì vừa thấy Lục Phong rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Hắn ta một phát mà phi thân lên trên cao,
tạo ra một kết giới để có thể đỡ lấy Lục Phong. Từ từ bay lạ đà xuống mặt đất. Chưa đến nơi, Lục Phong đã răng lộn đau đớn. Trường Tiêu Dao lẩm nhẩm ở trong miệng, bông thiên quả kia tắt rụi đi. Nhưng mà người của Lục Phong lại bị cháy xém, từng mảng da bông tróc đỏ ửng. Trường Tiêu Dao thấy như thế liền đau lòng. Hoàng Chính Vô và Lục Cảnh Hào cũng vừa đến nơi. Nè, chờ cháu đâu chứ? Chính Vô à, ta đây. Chính Vô quay mặt lại, đi nhìn thấy Tiên Châu đang chạy về phía mình. Cậu nhào lên, ôm lấy hắn ta vào trong lòng thật là chặt. Nè, ta rất là lo lắng đó. Ta đã không sao rồi, đừng lo nữa, bỏ mất của ta. Cảnh Hào nhìn thấy Tiên Châu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà không có thể hiện nhiều. Y liền ngồi bên cạnh Lục Phong, thấy Tiêu Đệ đang quằn quại đau đớn, lòng quý đau như cắt. Tâm Đệ à? Trần Tiêu Dao ngẩng đầu lên nhìn y. Lục Phong sẽ ổn thôi, nhất định là như vậy. Ta chính là biết cách chữa lành thiên quả, nhanh lên tìm một chỗ để mời được thuyền cho ta. Vừa dứt lời, Thiên Cảnh Hào đem cõng Lục Phong mà chạy theo Trần Tiêu Dao. Chính Vô sau khi rời khỏi Thiên Châu thì nhìn lên trên bầu trời. Nè, thiên quả đã ngừng tấn công rồi, lạ thật đó. Hắn ta nhíu mày một cái rồi nhanh chóng nắm lấy tay của Thiên Châu, nói gót Cảnh Hào. Quả đúng như là lo lắng của Chính Vô. Khi mà tiên quả đang tấn công gần đến bọn họ, Lục Bào đã thu về. Lúc đó, một giọng nói truyền âm đến cho Lục Bào. Chưa đến lúc giết bọn chúng đâu. Chúng ta cần một Hứa Thiên Châu lành lặn. Người của ta đang bên cạnh y. Nếu như hắn ta thất bại, ngài hãy ra tay. Lần hợp tác này rất là tốt. Đa tạ đã tương trợ, Lục Bào lão tổ. Lục Bào thu liễm, từ từ rồi trở về chánh điện. Y ngồi lên trên ngai vàng, tay gõ nhẹ trên thành ngai, chết mép lên cười cười, ánh mắt sâu hiểm đến khó lường. Đợi ngươi thanh tẩy xong Xích Quỷ Kiếm, ta sẽ giết chết hết lũ các ngươi. Sau khi đặt Lục Phong an ổn, ngồi xếp bằng trên phiến đá to, Trần Tiêu Dao cũng ngồi sau lưng của y, hai tay xoay tròn rồi chạm vào vai của y. Trần Tiêu Dao nhắm mắt lại, một đoạn công lực phát ra toàn thân, Lục Phong phát sáng. Mồ hôi trên trán của Trần Tiêu Dao lại bắt đầu chảy dọc xuống cổ. Hắn ta vẫn cứ rất nhập tâm để mà điều trị cho Lục Phong. Sau khi đã xong xuôi rồi, hắn ta đặt Lục Phong nằm xuống, được cái nắm bàn tay của y đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Phong à, ngươi thật là ngốc đó. Sao lại vì người khác mà để cho mình bị thương đến như thế chứ? Ngươi lại phải cố gắng vượt qua đó. Thời gian lúc bà ta bị thương, ngươi đã chăm sóc cho ta rất là tốt. Chân tình của ngươi ta cũng là ghi nhận. Chỉ cần ngươi tỉnh lại thôi, ta tuyệt đối sẽ không làm nhục với ngươi nữa. Ta hứa mà. Ánh mắt của hắn ta nhìn Lục Phong đang bất tỉnh mê man, mà thoáng chút đau lòng, cũng có một chút không cam tâm. Rốt cuộc thì đang chính là gì chứ? Trần Tiêu Dao vẫn là chưa có thể nào xác định được. Hắn là một nam nhân, người mà hắn ta thương mến là Bạch Viện, cũng đã rời đi rồi. Thời gian qua, Lục Phong đã khiến cho hắn ta cảm thấy phiền não. Hắn ta đi đông thì y đi đông, hắn ta đi tây thì y cũng không đi ngược lại. Cứ ngày ngày theo chân của Trần Tiêu Dao, giống như là hình với bóng, khiến cho hắn ta cảm thấy chán ghét. Mặc dù là hắn ta lạnh lùng đối xử với y ra làm sao, thì y vẫn cứ một mực mà cưng chiều, nịnh nọt. Trần Tiêu Dao dù cho có là sắt đá cũng là phải cảm động, nhưng mà hắn ta vì cố chấp, hắn ta vẫn chưa hiểu lòng của mình thực sự đang là muốn gì. Lúc mà nhìn thấy Lục Phong rơi xuống, hắn ta chỉ muốn ngay lập tức mà lao đến ôm y vào trong lòng mà bảo vệ y. Thấy y nằm đó thì liền cảm thấy đau xót. Đây rốt cuộc chính là gì chứ? Thôi thì hãy cho Lục Phong tỉnh dậy, rồi hắn ta sẽ tìm ra cái lời hồi đáp cho cái tình cảm của chính mình. Sau khi mà Trần Tiêu Dao trị thương cho Lục Phong xong, Hoàng Chính Du, Hứa Thiên Châu và Lục Cảnh Hào cũng ra ngoài. Họ ngồi gần một bờ suối và nói chuyện với nhau. Nè, vậy thì đệ đã thực sự đã không còn nhớ được bất kỳ điều gì sao? Cảnh Hào lê vai của Thiên Châu mà hỏi. Thiên Châu nhìn y, khẽ gật đầu. Với Cảnh Hào, tuy đây chính là lần đầu gặp mặt, nhưng mà cái cảm giác thân thiết này đã khiến cho cậu tin Cảnh Hào đây chính là cái vị bằng hữu thân nhất mà Chính Vô đã từng nói.
Nè, huynh đợi là hắn mà, rồi ta sẽ từ từ với lại thôi. Nè, để đây huynh cái ta hay sao chứ? Tuy ta chỉ là không giới ra gương mặt của huynh, nhưng mà ta có thể cảm nhận được huynh rất là thân quen đó, với lại rất là gần gũi với ta. Huynh đừng lo mà, ta nhất định sẽ lấy lại được ký ức. Bọn họ trò chuyện rất là lâu, đến khi trong hang động phát ra tiếng rên lạc của Lục Phong, Chinh Du vội đứng dậy. Nè, ta vào trong xem thử, hàng mắt của ta lại có thể giúp ích được chia Trần Tiêu Dao. Hai người cứ đây đi, vào trong nhiều người sẽ làm cản cho chúng ta phát công. Ờ, được, mọi chuyện nhờ người. Cảnh Hào đợi Chinh Du đi rồi thì cũng tiến đến ngồi bên cạnh của Thiên Châu. Thiên Châu không lưu tâm gì, cậu vẫn là đang mãi biết như dòng nước róc rách chảy, kéo theo những cái cánh qua xoay xoay bên dưới, ánh mắt u uất. Cảnh Hào, huynh nói xem, thực ra là ta đang lưu lại các người có đúng không chứ? Nếu như ta không đến đây, Lục Phong cũng sắp bị thương đến như vậy rồi. Phụ tử của các người cũng đã không đánh nhau để thử sống tiếng chết, là ta có lỗi với huynh. Nè, vậy đệ có muốn chuộc lỗi không? Sao chứ? Thiên Châu ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Hào, bỗng y nhoẻn miệng cười một cái, cậu liền nhìn thấy gáy của mình đau buốt, rồi ngã gục vào trong lòng của Cảnh Hào. Y vuốt lưng của cậu cười khẽ. Chờ ta báo của đệ đi, đó chính là thành ý tốt nhất. Dứt lời, Cảnh Hào bế Thiên Châu lập tức phi thiên. Chính dù như biết ra, liền nhìn thấy cả một trận kinh hãi mà đuổi theo. Trong cơn mê man, Thiên Châu nhìn thấy mình đang ở qua Lĩnh Sơn, chính là trước nhà của Lãnh Thần Y. Cậu nhìn thấy Cố Trường Hải, hắn ta đang cầm một ai đó đặt xuống đất. Như Tử Âm, thức dậy đi, chúng ta đến nhà của Nhiếp Thần Y rồi. Cố Trường Hải lên nhà định nhân làm cho y thức giấc. Vậy đó đã là ngày thứ ba kể từ lúc mà định nhân ngất đi sau cái lệnh ân ái của họ trong hang động. Cố Trường Hải công y băng rừng vượt suối, sau cùng cũng đã đến được cái nơi ở của Nhiếp Viễn Thần Y. Cũng giống như Thiên Châu lần mà mang Chính Du tìm Hoàng Nhật Lan, Cố Trường Hải cũng đã quỳ trước cổng nhà suốt cả một ngày, mặt vẫn không đổi sắc, nét mặt cương nghị, lưng thì dựng thẳng, mắt vẫn cứ chăm chú mà nhìn vào trong nhà để chờ đợi. Định nhân hắn ta được đặt nằm ở dưới tán cây anh đào trước cửa. Người của y lúc này toàn thân lạnh lẽo, môi đã không còn huyết sắc. Thỉnh thoảng Cố Trường Hải vẫn là liếc về cái phía đó để có thể biết rằng nhân tiện của hắn ta vẫn còn bên cạnh. Kẻ bên ngoài, hãy mau vào đi. Vừa dứt lời, một tiểu cô nương xinh đẹp giống như là tiên nữ bước ra nhìn Cố Trường Hải rồi nhẹ giọng nói: sư phụ của ta có lời gọi đó, các người hãy nhanh chóng đi vào trong đi. Cố Trường Hải khẽ gật đầu một cái rồi liền đứng dậy, hai chân quỳ đến tê trần nên khi đứng lên có phần loạn choạng. Hắn ta đến bên chỗ của định nhân, khom người xuống vuốt má của y rồi bế y nhấc lên để mang vào bên trong. Đầu của định nhân tựa hắn vào trong lòng ngực của Cố Trường Hải, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn ta đặt y nằm ngang ngắn xuống chiếc giường ở bên trong rồi lùi sang một bên để cho thần y bắt mạch. Nè, hắn ta như thế này bao lâu rồi chứ? Cũng đã hơn 6-7 ngày rồi. Người Nhiếp Thần Y liếc nhìn Cố Trường Hải một cái, vẻ mặt rất là chán ghét, liền không nói nữa. Lão ta quay sang nói với đệ tử: Nhược Lan à, đưa cho ta giấy bút. Dạ sư phụ. Sau khi ghi chép một dọc, thần y đưa bút và giấy cho đệ tử. Nhược Lan à, con hãy lên trên núi hai những cái lời thảo dược này cho ta đi. Đi nhanh về nhanh. Dạ sư phụ. Nhược Lan vừa rời khỏi, thần y quay lại nhìn Cố Trường Hải: Người là vị gia của thiên giới, vì sao lại phải giáng ta bảo tâm tổn sức chứ? Người biết ta là ai sao? Dư thừa, nếu không biết người là ai thì ta đã sớm trị thương cho hắn ta rồi. Là một y sư, không thể nào mà thấy chết không cứu. Vì sao chứ? Vì danh phận của ta sao? Ta đã đắc tội gì với ngài chứ? Người không đắc tội gì với ta,
Nhưng mà phụ thân của ngươi thì lại có đó. Phụ thân sao? Lão nhân gia, chính hắn ta đã bảo ngươi đến tìm ta cũng phải không chứ? Không phải. Vậy thì ngươi hà cớ gì lại biết giúp thần y mà tìm chứ? Là phụ thân của định nhân trước khi mất đi đã nói cho ta biết. Định nhân sao? Nè, có phải phụ thân của hắn ta chính là Lạc Điểu, tự Lạc Điểu Chi Dương, chủ nhân của tứ linh vật của trời đất chứ? Phải, chính là ngài đó. Nghe cô Trường Hải nói cái câu này mà bỗng giúp thần y lão đạo. Cô Trường Hải vươn tay định đỡ lấy thì lão ta lại chặn lại. Gương mặt lão lúc này mười phần chính là đau đớn. Lão ngồi xuống ghế nhìn định nhân chầm chầm. Người đã mất, vì hắn ta lại mất chứ? Giao chiến cùng với phụ thân của ta mày đã mạng rồi. Khốn kiếp! Nhiếp thần y giáng tay đập xuống bàn một cái, mắt đầy tia máu đỏ. Cô kiệt nhân à, người bao năm qua với lại không thay đổi, vì tranh giành quyền lực mà đến các huynh đệ đồng môn cũng tàn độc ra tay. Hại ta còn chưa đủ, ngay cả Lạc Điếu người cũng giết chết rồi. Ta đây với người thù cũ rỡ mới, ngày càng trông chết. Nhiếp thần y quay lại nhìn Cố Trương Hải, ánh mắt của hắn ta thầm trầm mà phán xét. Người rất là giống với phụ thân của người, vừa nhìn ta liền biết. Lúc nhỏ cũng đã từng gặp qua rồi, người vẫn còn nhớ chứ? Vậy mới vẫn nhớ. Năm đó ngài còn tặng cho ta và định nhân hai mảnh ngọc bội này. Xem ra trí nhớ của người chính là không tồi đó. Người vẫn còn giữ mảnh ngọc bội đó chứ? Ta giữ luôn mang theo bên người. Vậy thì được rồi, hãy đưa nó cho ta, ta cần xem lại một chút. Cô Trường Hải lấy trong người ra cái mảnh ngọc bội có khắc chữ Hải. Nhiếp thần y nhìn qua một lượt rồi cất vào trong túi. Cô Trường Hải vậy là không có hiểu ý của thần y, chính là lấy ngọc để làm gì. Nhưng nếu như để cứu định nhân thì hắn ta sẽ nguyện ý. Nhưng Lạc Điếu hắn ta không biết cái nơi ta ở, vì sao có thể cho người biết được chứ? Là phụ thân của giảng bố đã nói. Cô kiệt nhân sao? Hắn ta tự nguyện hả? Chẳng lẽ chính là có mưu đồ gì chăng? Ta không rõ nữa. Thực ra thì Cố Trình Hại chính là muốn che giấu. Hắn ta đã lừa lão nhân cha, nói là muốn dùng tim của định nhân để mà cứu sống Tình Tuyết, nên hắn ta chỉ mới là chỉ điểm cho bằng không. Cố Trình Hại chẳng có cái cách nào để mà có thể biết được tung tích của Nhiếp Tần Y, vì trước lúc chết Điều Chi Vương chỉ kịp nói tên, chưa có kịp chỉ nơi ở thì đã tắt thở rồi. Mọi việc cũng là Cố Trường Hải đánh nhau công để lừa phụ thân của hắn ta một phen. Cố Trường Hải à, định nhân này đã trúng kịch độc của mãng xà ba đầu, độc tính lan ra khắp cơ thể, thêm về cái phần nội công đã bị hấp tinh đại pháp của Cố Kiệt Nhân hút sạch rồi, cho nên chỉ còn có một chút hơi tàn. Trước hết là phải trị độc, còn về nội công thì là phải xem duyên của hắn ta như thế nào nữa. Cô Trường Hải suy nghĩ một đôi chút rồi hỏi. Vậy thì độc duyên này có thể chữa khỏi không chứ? Sẽ là chữa khỏi, nhưng mà ta chính là cần người giúp một việc đó. Người có sẵn lòng không? Xin tiền bối cô chỉ cho định nhân, dù là xuống biển hay lên núi đao chảo dầu, ta cũng lại không quyết tâm từ đây. Nè, ta chính là cần máu của người để làm thuốc dẫn đó. Sẽ cần rất là nhiều máu. Sau khi lấy máu của người, có thể nội công của người cũng không còn nữa. Người dễ là nguyện ý chứ? Ta đồng ý. Xin tiền bối hãy lập tức lấy máu của ta đi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần hắn ta được bình an. Cô Trường Hải trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ. Nhiếp thần y nhìn Cô Trường Hải, đôi mắt của lão ta thâm trầm nhiều ý nghĩ. Lão ta nhếch mép cười một cái, cười nhanh chóng xuống nhà dưới chuẩn bị. Khi mà lão đi rồi, Cô Trường Hải đến bên giường ngồi xuống cạnh bên định nhân.
hắn ta nhoài người đến, chống hai tay ở bên đầu của định nhân, khom xuống nhìn kỹ gương mặt của y. Nhân tử à, ta nhất định sẽ cứu được đệ mà, hãy chờ ta đi. Ân quán đời trước là không liên quan đến chúng ta, mong đệ hãy tỉnh dậy. Có thể đừng gì như vậy mà xa lánh ta. Cô Trường Hại vuốt kẻ cái làn tóc trên vầng trán cao cao trắng trẻo của định nhân mà hôn xuống. Ta yêu đệ, tâm can bảo bối của ta. Đến trưa, khi mà Hoàng Nhật Lan đã mang thuốc trở về, họ chuẩn bị một dục bồn lớn. Bên trong chính là thảo dược và tuyết liên ngàn năm. Cô Trình Hải mới định nhân đặt ngồi xếp bằng ở trong tùng, rồi mình cũng leo vào trong đó để ngồi đối diện. Nhiếp Thần Y đến gần, chậm rãi nói: Ngươi đã sẵn sàng chưa? Ta đã sẵn sàng rồi. Cô Hải vừa dứt lời, nhìn ngắm định nhân một lần cuối, hắn ta mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhiếp Thần Y lấy một cái kem đoạn kiếm đâm vào trong ngón trỏ của Cố Trường Hải rồi dẫn khí. Lão ta chạm hai tay vào trong vai của Cố Trường Hải để truyền một cái luồng khí mạnh mẽ vào. Máu từ trong ngón tay của hắn ta chảy ra thành dòng, đã nhanh chóng hòa vào trong thảo dược. Hỗn hợp kia nóng lên, khói bốc nghi ngút. Cả người của Cố Trường Hải đã rịn đầy mồ hôi. Mặt của hắn ta tái dần đi, rồi dần dần lại tái dần. Môi không còn một chút sắc quyết. Mày nhớ lại thanh hàng, đồng tử khe lay động. Nè, ngươi còn chịu được không? Thần y, cứ tiếp tục đi. Cô Trường Hải đang gượng sức, hắn ta bắt đầu lơ ngơ, thần trí mờ dần. Trong đầu của hắn ta lúc này chỉ còn có mỗi hình bóng của định nhân, cùng với tiếng cười rộn ràng ở trên thảo nguyên đâm đào của hai đứa trẻ. Nhưng tự à, đợi ta đi. Nhiếp Thần Y vẫn còn đến lần thứ ba thì cô Trường Hải đã ngã ngang vì mất sức. Hắn ta chìm dần vào trong mê thức. Tiếng cười của hai đứa trẻ đã nhạt nhòa rồi biến mất. Đó chính là ngày thứ ba sau cái thời gian mà trị thương. Định nhân cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nhưng mà người đầu tiên y nhìn thấy không phải là Cố Trường Hải mà là Bình Tinh. Bình Tinh đang ngồi trên giường nhìn y. Bình đại ca sao? Như tử à, cuối cùng cũng chỉ tính lại rồi. Bình Tinh mừng sợ không người đợi nên nhân dạy. Sao Quỳnh lại đây chứ? Cô Trường Hải đâu? Cô Trường Hải sao? Hắn đã đi rồi. Bình Tinh chưa dứt lời thì Nhất Thần Y đã bước vào. Lão nhanh gọn đánh gãy đi cái lời nói của Bình Tinh. Bình Tinh thấy như vậy thì liền giữ yên lặng. Định nhân nhìn xuống đất để che giấu tâm tư hỗn loạn của mình. Hắn đã đi sao? Hắn đã bỏ tay lại đây sao chứ? Mà cũng đúng thôi, đến lúc hắn ta phải đi rồi, ở lại cạnh ta chỉ làm cho hắn ta thêm khó xử mà thôi. Bình đại ca, có thấy Trần Tiêu Giao không chứ? Hắn ta đang ở ngoài kia trò chuyện cùng với đệ tử của Thần Y. Nè, có cần ta gọi hắn ta cho đệ không chứ? Vậy thì không cần đâu, hãy để cho Tiêu Giao làm việc của mình đi. Nhiếp Thần Y nhìn Bình Tinh, đôi mắt của lão ta thoáng một cái vẻ ưu tư, pha lẫn một chút nồng ấm. Bình Tinh à, ta có cái việc này cần phải nói với định nhân, người có thể tránh mặt một lúc có được không chứ? Bình Tinh nhìn Nhiếp Thần Y, mắt của hắn ta tràn ngập cả cái nhu tình lưu luyến. Dạ. Bình Tinh nhanh chân mà rời khỏi phòng. Trước khi vén rèm lên, hắn ta quay lại nhìn định nhân một cái đầy nghi dại rồi bước ra. Đợi khi Bình Tinh rời khỏi rồi, Nhiếp Thần Y đến bên giường, đợi định nhân đến ngồi trên ghế. Lão ta rót đầy hai chung trà rồi đặt trước mặt của định nhân một chung. Ta trà bọc khói nghi ngút, thoang thoảng cái mùi thảo dược thơm ngon. Đa tạ tiền bối đã cứu ta. Người là hài tử của Điểu Chi Dương sao? Chính là tại hạ. Ta là Nhiếp Diễn, sư huynh của sư phụ thân ngươi, cũng là người đã tặng cho ngươi một mảnh ngọc bội có khắc hai chữ định nhân. Ngươi vẫn còn nhớ chứ? Định nhân vừa nghe xong, hai mắt lại mở ra to, giống như là không thể nào tin được, liền cúi đầu mà hành lễ.
Nhiếp sư bá, hóa ra lại là người sao? Định nhân thất lễ rồi. Tôi được rồi. Định nhân à, cũng đã nhiều năm không gặp lại. Năm xưa ta rời thiên giới quá là sớm, khi đó các ngươi vẫn còn nhỏ, cũng khó lòng mà nhớ được ta. Sư bá, vì sao năm đó lại rời thiên giới chứ? Khi mà người bỏ đi, phụ thân của ta đã lặn lội tìm kiếm người khắp nơi đó. Thà vì cô kỳ nhân hãm hại, hắn ta đã du quanh cho ta lấy cắp ngọc tứ hồn, hại cho ta đã bị sư phụ đuổi đi, còn phế hết đi tu vi của ta. Ta bất đắc dĩ phải lưu lạc lại cái cõi hồng trần này, cả hài tử cũng không dám nhìn mặt. Lão nhân gia sao? Sư bá, chính hắn ta đã giết phụ thân của ta đó, hại cho ta suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Ta nhất định là phải đòi lại công đạo cho phụ thân. Cô Trường Hải à, trong lòng của người là thế nào chứ? Hắn chỉ là bằng hữu của ta. Vậy người có thể giết bỏ hắn ta mà giết chết cha của hắn sao? Ta không giết bỏ của Trường Hải, nhưng mà ta cũng không thể nào sống cùng với hắn ta đâu. Ta thực sự là không muốn liên lụy đến hắn ta. Ân oán giữa hai nhà là cố, chỉ là không liên quan đến hắn. Hắn cũng chỉ là một đứa cờ trong tay của Cố Kiệt Nhân mà thôi. Nè, vậy thì bây giờ người tính giải quyết ra làm sao chứ? Ta sẽ khiến cho hắn ta từ bỏ ta, để cho hắn không phải dính vào trong cái cuộc chiến này nữa. Tốt lắm. Ta lại còn sợ ngươi là nặng lòng với hắn ta mà không thể nào xuống tay chứ. Cha tôi đi với ta cũng chỉ là một nguyên do đó, nhưng mà cái chính không phải là như vậy. Ý ngươi là vì sao chứ? Nhiếp sư bá, Cố Kiệt Nhân đã để cho Cố Trường Hải bên cạnh ta chính là muốn đoạt cọc tứ hồn. Hắn ta muốn gia tăng khí lực để có thể thống nhất thiên hạ. Người ta đọc với hắn ta, nếu như một khi mà chiếm được, thiên hạ ác xe cao một trường sóng gió đau thương. Hắn ta có nhận nuôi một cái cô nương tên là Tình Tuyết. Tình Tuyết này chính là cái kẻ đã điều khiển máy pha ba đầu cánh tay đắc lực của Cố Kiệt Nhân. Vừa rồi khi trong cuộc giao chiến kia, vì máy xanh cắn ta nên đã dùng hàng băng để đánh thương ả ta. Ả ta chính là cựu dĩ hồ ly, cần tim của người thích hợp để có thể hồi phục lại. Như tình là trùng hợp, trái tim mà ả ta cần lại chính là của ta. Cô Trường Hải kia khó khăn lắm mới lừa được Kiệt Nhân để hắn ta nói ra tung tích của sư bá. Nè, vậy thì Ngọc Tứ Hồn bây giờ hiện đang ở đâu chứ? Ta đã dùng phần nửa của Ngọc Tứ Hồn kia để luyện ra 4 loại pháp khí và đã giao cho 4 trưởng tộc của thần giới bảo quản rồi. Họ đều là những người có tu vi thượng thừa, có thể bảo vệ được kiếm. Ta cũng đã cố tình nói với họ rằng 4 thanh kiếm này nếu như hợp lại sẽ tạo thành xích nguyên kiếm vô địch thiên hạ. Dặn họ đừng làm như vậy, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng mà ta nghĩ một ngày nào đó nhất định là họ sẽ làm thôi. Ta nhìn thấy trong mắt của họ ẩn chứa cái lòng tham vô đáy, nhất là thủ lĩnh của quả tộc đó. Hắn ta đã sớm muộn gì cũng sẽ bày ra cái chủ kiến để luyện kiếm mà thôi. Nè, người chính là cố tình dẫn dụ họ sao? Nếu như họ không tham lam thì cũng không thể nào bị ta lừa được đâu. Nhưng mà chỉ có điều họ không biết rằng, một khi mà thanh pháp khí đó hình thành thì chỉ có duy nhất chủ nhân của Ngọc Tứ Hồn mới sử dụng được mà thôi. Nhờ họ, ta sẽ không mất đi nhiều thời gian và công lực để mà luyện thành xích quy kiếm. Giả lại với tiền lực của ta hiện tại, cơ bản là không thể nào luyện được đâu. Người muốn lợi dụng bọn họ chăng? Nếu như họ biết an phận thì ta cũng đã không thể nào lợi dụng rồi. Định Nhân dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Nhiếp sư bá à, có điều này chắc là sư bá còn chưa biết. Ngọc Tứ Hồn giống dị luyện thành từ hồn phách của ba linh vật Thanh Long, Kim Quy, Kỳ Lân cùng với máu công quả Phùng Hoàng, kết hợp với linh khí của trời đất mà luyện thành, mà chiếm của nó vẫn là chưa được tiêu trừ hết. Vì vậy khi mà pháp khí kia luyện thành sẽ là ra mặt kiếm, phải dùng máu của người có tâm hồn thuần khiết để mà tẩy rửa nó. Khi mà hoàn thành
phải đang được cái manh ngọc tứ hồn còn lại để điều khiển kiếm. Khi đó cả thiên hạ này sẽ không còn đối thủ. Nè, nếu phần ngọc tứ hồn đó còn lại là hiện tại ở đang ở đâu chứ? Ta vẫn mang theo bên người. Định Nhân à, hãy mang ngọc tứ hồn ra đây đi. Định Nhân hơi nhíu mày một chút, liền rút cái chiếc châm cài sau đầu xuống, lẩm nhẩm vài câu, bỗng lại mở ra một phong ấn. Ngọc tứ hồn sẽ lấp lánh hiện ra. Để đề phòng người khác đoạt được, ta đã giấu nó riêng trong này. Người rất là thông minh đó, Định Nhân à. Bài tính mọi chuyện chu đáo đến thần như vậy. Cô kiệt nhân kia chính là một tên cáo già, hắn ta chưa chắc gì đã không dự liệu được đâu. Nhưng mà ta mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra giống như là dự tính. Nhiếp Viện chạm tay vào trong cái viên ngọc Định Nhân giao cho. Lão ta nhìn ngắm một chút rồi nói với Định Nhân: Viên ngọc bội mà ta giao cho ngươi lúc nhỏ, ngươi vẫn còn giữ chứ? Vẫn còn thưa sư bá. Nói xong, Định Nhân lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc bội. Nhưng sư bá lấy nó để làm gì chứ? Chẳng lẽ là... Phải, ngọc bội này không phải là bình thường đâu. Nó chính là bạch thạch lấy từ tuyết sơn vạn năm. Nó cũng có linh tính. Nếu đọc đúng khẩu quyết, nó sẽ giống như một mảnh gương thần, có thể theo dõi cái đời đang giữ đó. Bây giờ ta sẽ khảm ngọc tứ hồn vào trong hai cái mảnh ngọc bội này. Sau này khi muốn sử dụng, chỉ cần là hải định nhân hội tụ sẽ là cái lúc mà ngọc tứ hồn hiện thân. Hay lắm, người tính toán rất là chu toàn. Sau khi bình phục, ta sẽ tìm đến để mà đối với Cố Kiệt Nhân một trận. Nhưng ta nghĩ là lành ít dữ nhiều đó, vì ngay cả phụ thân của ta lại còn không phải là đối thủ của hắn ta nữa mà. Tại sao biết thua mà vẫn còn đi chứ? Tại vì ta đã sắp sẵn một cái bẫy để cho hắn ta tự chui vào rồi. Đó là gì chứ? Ta tạm thời là chưa thể nào nói hết với sư bá đâu, nhưng mà ta đã có tính toán chu toàn rồi. Bá hãy an tâm đi. Một lúc sau, Định Nhân bước ra ngoài, đi luôn phải bình tĩnh ở gần cửa. Hai người cứ như thế mà từ từ ra ngoài đi dạo. Bình đại ca, tại sao huynh và nhiếp sư bá lại không nhận ra nhau chứ? Là người không chịu ta đó chứ. Nhiều năm như vậy rồi, ta lại nghĩ rằng hai người sẽ không còn khúc mắc gì, khó khăn lắm mới có thể tương ngộ mà. Phụ thân của ta là như vậy đó. Năm đó người đã bỏ ta đi, ta xin được phép theo hầu hạ ngài, nhưng mà người lại không muốn. Người ta theo một cái vị thiền sư ở phổ đa sư mà tu luyện. Người nói không có muốn sau này lớn lên ta phải mang cái tiếng xấu là con của kẻ phản bội. Khi ta trưởng thành thì rời khỏi phổ đa sơn cùng với Trần Tiêu Giao sư đệ đến cái nơi mà phụ thân bị du quan, mục đích cũng chính là muốn rửa sạch tội danh cho người, và sau đó thì ta gặp lại đệ và của Trường Hải kia. Như thật không ngờ có một ngày ta có thể gặp lại phụ thân đó. Nha, dù gì cũng lên tình phụ tử với nhau mà. Ta đã mất đi phụ thân rồi, giờ có còn muốn nói gì cũng là không còn kịp nữa. Phải rồi, Bình đại ca, ta muốn gửi huynh cái thứ này. Thứ gì chứ? Đây, chính là cái miếng ngọc bội có cảm ngọc tiếng hồn ở trong đó. Huynh hãy giữ lấy đi. Ta gửi lại cho huynh một cảm đan. Sau này, nếu như ta gặp chuyện công may, huynh hãy mở cảm đan ra xem, tuyệt đối là không được mở sớm. Hải sao? Phải, chư Hải trong Cố Trường Hải, nó vốn thuộc về hắn ta. Nhưng mà giờ này chắc là hắn ta cũng không cần đâu. Còn cái này nữa, Định Nhân vừa nói lại vừa bẻ cái mảnh ngọc bội có chữ Định Nhân thành đôi. Còn cái này, quên hãy gửi cho Trường Tiêu Giao giúp ta đi, kêu hắn ta chia thành hai nơi cất giữ. Hầu là sau này có biến cố, kẻ thù sẽ có lòng mà chỉ được trọn vẹn. Nè, để chính là không muốn gặp Trần Tư Giao hay sao chứ? Ta là không muốn nói cái lời từ biệt với hắn ta đâu, sợ rằng hắn ta sẽ đau lòng đó. Hắn ta chính là người có tính tình ôn hòa, lại đáng yêu như vậy mà. Ta rất sợ là khi nhìn hắn ta khóc đó.
Bình đại ca, hứa với ta đi, sau này huynh nhất định là phải sống cho thật tốt, tìm một cô nương hợp tình hợp lý đem mà yêu thương. Kiếp này đây, định nhân xin nợ huynh một chữ tình, kiếp sau nhất định sẽ báo đáp huynh. Nè, để nó giống như là lần cuối gặp mặt vậy đó, xin đệ đừng khiến cho ta lo lắng mà. Bình đại ca, ta đời này chỉ yêu có một mình Cố Trường Hải mà thôi. Hắn và ta từ nhỏ đã thân thiết không thể nào chia rời được rồi. Nhưng tiếc thay là duyên hợp phận bạc, là dịp phụ mẫu mà phải ly biệt nhau. Ồ, cũng là nghiệt duyên mà. Mình đại ca đã đối với ta rất là tốt, ta cũng xem huynh như là ca ca ruột của mình. Từ nhỏ ta vốn đã không có huynh đệ tỷ muội gì rồi, chỉ có một mình mà sống thôi. Huynh đã chăm sóc và yêu thương ta còn hơn cả chính bản thân của mình nữa. Từ ngày gặp huynh, ta thực sự rất là hạnh phúc đó. Còn đây chính là một bức thư, huynh hãy giữ lại đi, sau này gửi cho Trần Tiêu Giang giúp ta. Ta xem hắn ta như là tiểu đệ ruột thịt, kiếp sau nếu như có còn gặp lại hai người, chúng ta nhất định sẽ là một gia đình, nhất định là như vậy. Nhưng Tử à, còn nữa, huynh hãy nhờ lại giúp sư phụ để phụ tử tình thâm đi. Ta tin rằng nếu như huynh dùng chân tình mà đối đãi, nhất định ba ba sẽ động lòng đó. Giờ ta phải lên đường rồi. Nè, ta sẽ đi cùng với đệ, muốn tìm Cố Kiệt Nhân ta sẽ cùng tìm đi với đệ. Không, đây chính là cuộc chiến của một mình ta mà thôi, huynh còn nhiệm vụ khác là phải làm mà. Nhớ đó, cả huynh và Trần Tiêu Giao là phải sống để giữ lấy Ngọc Tứ Hồn. Vận mệnh của tam giới và cõi phàm đều nằm tất cả trên vai của chúng ta. Hội ngộ đến lúc là phải chia ly rồi, cáo biệt tại đây. Định nhìn nó vừa xong liền xoay lưng bước đi để che vô cái đôi mắt ửng đỏ của mình. Nhưng Tử à, Bình Tinh gọi to hai tiếng liền lao đến mà ôm chầm lấy Định Nhân, y ngoan ngoãn ở trong lòng của hắn ta. Hứa với ta đi, để phải trở về. Định Nhân y lặng mím môi thanh hàng. Lát sau Bình Tinh buông tay y ra, Định Nhân khẽ gạt nước mắt rồi bước đi, từng bước quyết đoán và cô độc đến lạ thường. Bình Tinh à, ta đi lần này xác định sẽ là chết đó. Vì vậy huynh hãy nhớ làm những gì mà ta ghi ở trong cẩm đan này. Thành hay bại là ở chỗ của huynh, xin hãy bảo trọng. Định Nhân đằng vân rồi lập tức biến mất đi. Bình Tinh đứng ngẩn ngơ mà dở mắt theo cái bóng hình của cậu đã khuất sau sáng chiều. Tình đầu nhớ mãi khôn nguôi, nơi đây ôm lấy dáng người thầm thương, xuân phong e ấp tỏ tường, tình này một mảnh đành nhường kiếp sau. Thiên Châu lần ngờ tỉnh dậy, thần trí của cậu lại còn mơ mơ, liền thấy một cô nương kiều diễm ngồi ngay bên cạnh mình. Tay của nàng ta còn đang đưa cái chén cháo lên trên miệng thổi nhẹ nhẹ. Thiên Châu khẽ nhíu mắt rồi nhẹ giọng hỏi: "Ờ, cô nương là ai chứ? Ta đang ở đâu?" "Ta là Tần Tuyết, công tử đang ở biệt phủ của lão nhân gia, dương gia của thiên giới." "Lão nhân gia sao? Hình như mình nghe cái tên này là ở đâu rồi nhỉ?" Thiên Châu xoa xoa thái dương thì bất chợt lê lên cái đầu dữ dội. Cậu nằm lăn lộn ở trên giường, Tình Tuyết liền kéo Thiên Châu lên mà ôm chặt vào trong lòng. Tay của nàng ta truyền một cái luồng nguyên khí vào trong người của Thiên Châu, cơn đau kia lập tức lại hạ xuống. Vừa tỉnh táo được một chút, đã thấy cằm của mình đang tựa trên bờ vai mềm mại của tiên nữ. Ngực của nàng ta va chạm mật thiết với cái cơ thể của mình. Cậu bóng đá bừng mặt mà đẩy ra: Thức lễ, ta đã thức lễ với cô nương rồi." Tình Tiên giả vờ e tẹn, cười cười rồi nâng cái chén cháo lên đút từng muỗng cho Thiên Châu. Cậu nhìn vào cái gương mặt xinh đẹp đó, bỗng cảm thấy lòng dạ có một chút hồi hộp.
Tiên nữ thật là xinh đẹp mà, lại dịu dàng như vậy nữa, thật là hiếm có à. Thiên Châu chớp chớp mắt vài cái rồi há miệng ra ăn cháo. Ăn uống xong xuôi, Tình Tuyên mang cái khay cháo ra ngoài. Trước khi đi lại còn quay lại cười duyên với Thiên Châu một cái, làm cho cậu cười ngây ngốc. Trời ơi, trên đời này lại có một cô nương xinh đẹp đến như thế kia, thật là khiến cho người ta muốn nhìn đến không rời mắt mà. Tình Tuyên vừa ra đến cửa liền chạm mặt với Cố Trường Hải. Nàng ta giật mình một cái. Mấy ngày nay hắn ta vì một câu nói của Cố Kiệt Nhân kia mà lưu lại nơi này, nhưng mà vẫn chưa có thấy chứng cứ gì của định nhân giống như lời của y nói. Đại ca à, cũng không còn sớm rồi, sao huynh lại không nghỉ ngơi chứ? Tình Tuyết vừa nói lại vừa kéo cửa đóng chặt lại. Cố Trường Hải nhìn nàng ta không nói gì, nhàm chán lặng lẽ bước qua. Bỗng nghe hắn ta nghe được một cái tiếng rụt rịch ở trong phòng, ngăn không được mà vung tay lên định mở cửa. Cố Trường Hải nghe được cái tiếng rụt rịch kia trong phòng, liền vươn tay đến định mở cửa ra thì bất ngờ Tình Tuyên lên tiếng. Đại ca, huynh vì sao nhiều năm như vậy đến cái nhìn một lần cũng không nhìn đến chứ? Phải chăng đã chán ghét ta đến như thế hả? Năm xưa ta cũng chỉ là vì lo cho huynh mà nghĩ phụ thân vì nghĩa đành phải xuống tay với định nhân đó, chứ ta đâu có muốn chứ. Giọng của Tình Tuyên cái trung trung, nàng ta cố gắng để diễn một cái vở kịch trường đau thương để hòng có thể lấy lại tình cảm của Cố Trường Hải, hoặc ít nhưng là cũng có thể đánh dời để cái sự chú ý của hắn ta với người ở trong căn phòng kia. Cố Trường Hải thu tay về, chắp ở sau lưng chậm ra mà nói. Gương mặt của hắn ta lạnh lẽo, không có một tầng cảm xúc, cũng lại không có quay đầu lại mà nhìn Tình Tuyết. Ta không ghét nàng, ta chỉ là không cảm thấy có lý do nào để mà nhìn lại nàng nữa. Vì sao chứ? Vì khi nhìn thấy nàng, ta liền nhớ đến những cái đợt đau đớn mà định nhân đã phải chịu, đó khiến cho ta đau lòng. Dứt lời, Cố Trường Hải lặng lẽ dời gót Tình Tuyết đi nhìn theo. Đôi mắt của nàng ta không che giấu được một cái nỗi buồn đau đớn. Đại ca, từ nhỏ huynh chỉ có thể để ý một định nhân trong mắt mà thôi, dù cho ta có chạy theo hai người thì là cũng không tài nào mà đuổi kịp. Ta yêu huynh như vậy mà, cũng vì nghĩa phụ mà làm nhiều việc, nhưng mà huynh vẫn là không một lần chưa nhìn lại ta. Ta cũng là thương bất do kỷ thôi mà. Nghĩa phụ tuy là không sinh ra ta, nhưng lại có ân dưỡng dục, ta không tính là loại làm trái ý người. Gò rề hữu ý, nước chảy vô tình. Vài năm qua huynh vẫn là chỉ chờ đợi một mình hắn ta mà thôi. Tình Tuyết ta gọi thật là đa tình rồi. Tình Tuyên nhìn theo bóng dáng của Cố Trường Hải khuất xa dần, rồi khẽ đưa mắt đến cửa phòng nơi mà Thiên Châu đang ở bên trong. Định nhân à, ta nên làm gì với ngươi đây? Tình Tuyên đứng ngay người giây lát rồi cũng rời khỏi đi. Trước khi đi, nàng ta mở một cái kết giới khóa chặt cửa giam giữa Thiên Châu ở bên trong. Lại nói về Quan Chính Du, hắn ta hôm đó nhìn thấy cảnh hào bắt Thiên Châu đã vội vàng đuổi theo, nhưng mà cảnh hào vừa đến cái tầng bay kia thì liền khuất bóng. Chính Du quần thảo cả mấy ngày mà vẫn không thấy tâm hơi đâu cả, liền hối hả mà quay về tìm Trần Tiêu Dao. Lúc này đây chỉ có Trần Tiêu Dao mới có thể giúp hắn ta lần ra được cái tung tích của Thiên Châu. Cảnh hào, vì sao quân ta lại bắt Thiên Châu đi chứ? Quỳnh có đổi khổ gì? Tại sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Quỳnh là hạ bằng hữu của đệ ấy mà, cũng là người mà ta xem như là của đệ. Xin đừng làm cái điều gì mà tổng hại đến Thiên Châu. Cảnh hào, ta xin Quỳnh. Vừa đặt chân xuống mặt đất, liền mắt gặp được cái gương mặt hớt ha hớt hại của Trần Tiêu Dao. Y đang đứng ngồi không yên mà đi ra đi vào chiều gần Chính Du. Sao rồi chứ? Có tìm gặp được Thiên Châu không? Vậy là chưa tìm được tung tích của đệ ấy. Trần Tiêu Dao, ngươi lại cần kể lại cho ta nghe những điều mà ngươi biết về lại định nhân đi, và Cố Trường Hải kia nữa. Ta nghĩ ngươi bắt Thiên Châu đi có thể là liên quan đến quá khứ của định nhân đó. Được, Lục Phong cũng mới vừa tỉnh đó,
Chúng ta vào trong, rồi ta sẽ kể ra mọi rõ mọi chuyện cho mọi người nghe. Mong là có thể sớm tìm được Thiên Châu. Hai người nhanh chóng vào trong. Lúc này đây, Lục Phong cũng đã tỉnh dậy. Thấy trên chùa, y liền lồm cồm bò dậy, vẻ mặt xanh xao yếu ớt. Trần Tiêu Dao thấy như thế, vội vàng chạy đến đỡ y, cho y tựa vào trong lòng ngực của mình. Sao rồi chứ? Người có tìm được đại ca của ta giữ Thiên Châu không? Giọng của Lục Phong run run, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn Chính Du. Ta chưa tìm thấy hai người bọn họ. Lục Phong à, có điều này ta rất là muốn hỏi người đó. Người cứ hỏi đi. Kể từ lúc mà Giang Trùng Sơn trở về, Cảnh Hào có gì đó khác thường không chứ? Khác thường sao? Ta từ nhỏ đã không ở bên cạnh đại ca rồi, nên nhất thời ta là không nhận thấy huynh em có gì thay đổi cả. Nhưng mà nhưng sao chứ? Chính Du gấp gáp. Nhưng có một hôm đó, huynh ấy hỏi ta là nếu bị bắn xa ba đầu cắn thì có thuốc trị hay là không. Ta đã hỏi huynh ấy cần thuốc cho ai thì huynh ấy nói là chỉ đề phòng mà thôi. Sau đó vì hồi sinh phụ thân nên ta cũng đã quên mất đi cái chuyện đó rồi. Huynh ấy cũng lại không có đề cập đến nữa. Nhưng mà lúc nào cũng mang một cái vẻ mặt trầm mặc cả. Nè, chẳng lẽ nào Cảnh Hào đã bị bản xà ba đầu tấn công sao? Thành ra tâm tính đã biến đổi. Nhưng rốt cuộc thì có thể gia động được không chứ? Kinh Du sự sốc hỏi. Trên thế gian này vẫn chưa có thuốc giải đầu đâu. Ta là như chưa từng nghiên cứu qua. Nhưng mà nếu như huynh ấy cần thì ta sẽ ngày để bào chế ra thuốc mà. Nè, chuyện này lát nữa sẽ bàn tiếp tiếp đi. Trần Thiên Dao, ngươi có biết lão nhân gia chính là ai không chứ? Trần Thiên Dao trầm tư trong một giây lát, rồi không nhanh không chậm giọng điều điều nói. Lão nhân gia chính là phụ thân của Cố Trừ Hải, cũng là người đã giết chết phụ thân của Lạc Định Nhân và Bình Tinh. Trong thiên hạ này có một thứ gọi là Ngọc Tứ Hồn, do phụ thân của Định Nhân chính là Điểu Chi Dương đã dùng linh hồn của ba nhân vật Long, Lân, Quy và máu của quả Phùng Hoàng để luyện thành. Khi mà luyện thành ngọc, sức lực của Điểu Chi Dương đã bị suy yếu đi. Lúc này đây, lão nhân gia đã bất ngờ tấn công và giết chết Điểu Chi Dương. Bản xà ba đầu là cắn Định Nhân bị thương nặng. Khi đó Cố Trường Hải đã mang Định Nhân đến tìm phụ thân của ta. Cô Bình Tinh là giúp thần y kia để chữa trị. Nhưng mà người có biết gì không chứ, Chính Vũ? Điều gì? Đệ tử của nhiếp thần y là Hoàng Nhược Lan, cũng là cô của ngươi đó. Vậy đó chính là Quan Lĩnh Sơn hay sao chứ? Phải, chính là Quan Lĩnh Sơn. Lục Phong nghe đến đây thì như là nhận ra cái điều gì, lập tức quay đầu sang hỏi Trần Tiêu Dao. Tiêu Dao, để nói mà sao ba đầu là sao chứ? Phải, chính là đó. Nếu vậy thì đại ta có thể cứu được không chứ? Nhưng mà nhiếp thần y đó sau đó đã bị lão nhân gia giết chết rồi. Nè, chẳng phải còn cô của ta hay sao chứ? Lúc đó cô cũng có mặt, biết đâu là có thể cứu chưa được hay sao? Lục Phong nghe Chính Du nói liền mừng trở. Nếu thực sự là Cảnh Hào bị mang xa ba đầu cắn thì cũng còn cách để mà chữa trị. Chính Du không dây dưa, hắn tanh nôn nóng như vậy nên hỏi tiếp. Nè, vậy rồi sau đó, sau khi chưa đọc xong, chuyện gì là sẽ đến với Định Nhân và Cố Trừ Hải chứ? Định Nhân thì đi tìm lão nhân gia để mà trả thù. Bình Tinh vốn là chạy theo hắn ta, ta thì ở lại Quan Lĩnh Sơn để mà chờ họ. Bình Tinh vừa đi thì lão nhân gia đã tìm đến để giết chết ta cùng với nhiếp thần y. Sau đó hắn ta lại còn đánh tan nguyên thần của nhiếp thần y, hại cho ngày ấy là không thể nào hồi sinh. Cố Trừ Hải khi đó chính là đang dưỡng thương ở trước gần đó, đã đến cứu chúng ta, nhưng mà lại không kịp. Hắn ta rất yêu, còn bị cha của mình đánh cho một chưởng đến ngất đi, sau đó bị mang về thiên giới. Sau này khi mà ta nghe ngóng được lão nhân gia kia đã nói với Định Nhân rằng chính Cố Trừ Hải đã dẫn hắn ta đến thảm sát Quan Lĩnh Sơn, Định Nhân vì chính như vậy mà lại không nhìn mặt của Cố Trừ Hải. Hoàng Nhược Lan đi hái thuốc nên không có bị liên lụy. Nè, vậy thì tại sao ngươi có thể hồi sinh
và sống ở Bạch Hồ chứ? Chính vô nhớ mày mà không rõ là cái tư vị gì. Khi bình tĩnh trở về, đã gom nguyên thần của ta để mang đi tìm một cái cơ thể thích hợp. Và hắn ta đã bám quen được cái cơ thể của Bạch Tiêu Dao sắp chết kia, đang rất là phù hợp với sinh thần của ta, nên khảm ta vào trong cơ thể của hắn. Từ đó ta sống với cái danh phận của Bạch Tiêu Dao. Còn sau này ta chưa có một lần gặp lại Bình Tinh, hắn ta cũng là không có đến tìm ta. Ta đi tìm hắn ta nhưng mà cũng không gặp, nên chỉ biết định nhân là tự dẫn mà thôi. Nè, định nhân kia vì sao lại tự dẫn chứ? Điều này ta cũng không rõ đâu. Nhưng mà hắn ta trước khi rời khỏi Quan Lĩnh Sơn có để lại cho ta một bức thư. Nè, trong đó như những gì chứ? Định nhân nói rằng Ngọc Tiêu Hồn được khảm ở trong hai miếng ngọc bội hại định nhân. Bảo ta hãy giữ kỹ cái mảnh đó, có khác chưa định nhân. Sau này khi mà Xích Quỷ Kiếm luyện thành thì tìm cách đeo hộ ngộ để giao lại cho định nhân. Hại định nhân sao? Vậy có phải chỉ hại mạch trước đây ta đã từng giữ hay là không đây? Phải, chính là cái đó. Còn cái chữ định ta đã gửi cho Thiên Châu rồi, chữ nhân thì ta đang giữ đây. Nè, ngươi có thể giao cái mạch bùa đó còn lại cho ta được không chứ? Đây, ngươi là người của Thiên Châu Yêu Như Hương và tin tưởng nhất. Ta sớm định là giao lại Thiên Châu cho ngươi rồi, nhưng tiếc là mọi việc đã quá muộn. Giờ ta xin giao nó lại cho ngươi, ngươi có thể tùy ý mà sử dụng. Từ từ giờ xem ra ta lại phải đến Thiên Châu một chuyến rồi. Người bắt Thiên Châu đi thực sự đáng nghi nhất chính là lão nhân gia đó. Những gì mà ngươi kể lại về định nhân khi năm xưa thì lão nhân gia kia chính là chủ của bản xà ba đầu. Vậy thì có thể hắn ta đã tấn công Cảnh Hào và điều khiển để cho huynh ấy bắt đi Thiên Châu. Lần trước khi mà ngươi bị bắt ở Bạch Hồ, lão nhân gia kia đã tìm ta và nói rất nhiều thứ. Nhưng mà cái chính hắn ta muốn chính là định nhân, không thể nào hồi sinh lại được. Hắn ta biết rất nhiều điều về Xích Quỷ Kiếm. Ngay lúc này đây, Xích Quỷ Kiếm chưa biết là lưu lạc đến cái phương nào, nhưng có thể ta đang ở cùng một chỗ với lão nhân gia. Bắt Thiên Châu đi mục đích chỉ là để điều khiển Xích Quỷ Kiếm mà thôi. Ta là phải lập tức đến đó trước khi hắn ta có quyết định là có thể tôn hại Thiên Châu. Còn về Cảnh Hào thì... Chính vua, quên đi đi. Ta và Trần Tiêu Dao sẽ đi tìm đại ca, sau đó sẽ đến đường nhờ cô của ngươi để mà cứu chữa. Nè, hai người tuyệt đối chính là không phải là đối thủ của Cảnh Hào đâu. Hãy cẩn thận đó. Tìm được Thiên Châu lập tức ta sẽ trở về để mà hiệp lực. Còn về phần của Lục Bào Lão Tổ, các người cũng cần là phải lưu tâm đến hắn ta đó. Vậy ta lên đường đây. Hẹn ngày tái ngộ, cáo từ. Chính dù vừa dứt lời đi một bước mà rời khỏi hang động, Phi Thiên biến mất. Trong động, Trần Tiêu Gia lại nhẹ ôm Lục Phong, cho hắn ta tựa sát vào trong lòng ngực của mình. Phong à, đừng quá lo lắng, đại ca của ngươi sẽ ổn thôi. Tiêu Gia, đa tạ đệ. Lúc này thật là may gì để có ở bên cạnh ta đó. Ta sẽ cạnh ngươi. Lục Phong xoay đầu lại nhìn Trần Tiêu Dao, xoa nhẹ cái gương mặt của y một cái. Đôi mắt của họ tràn ngập ý cười. Chính dù mất một ngày, rồi cũng tìm ra được cái phủ đệ của lão nhân gia. Hắn ta nhanh chóng lướt gió để xuyên tường vào trong bên trong. Thoạt nhìn qua phủ đệ này là không có gì đặc biệt cả. Mọi thứ phòng bị có vẻ là sơ sài, nhưng chính cái điều đơn giản này lại làm cho Chính Dục cảm thấy bất an. Một kẻ tính toán mọi thứ chu toàn và giả tâm lớn giống như là lão nhân gia thì không đơn giản là có thể dễ dàng cho người khác đột nhập vào cái nơi ở của mình như vậy được. Quả thật, càng tiến sâu vào bên trong của phu viện, Chính Dục lại càng cảm thấy chân của mình tê cứng đi. Toàn thân sức lực giống như là đang bị hút mất. Chính Dục định thần lại, liền mở ra một cái kết giới để bảo vệ bản thân, rồi phi thân ra ngoài. Lão nhân gia kia đã dùng cái thứ gì để càng quản bị phụ này chứ? Sức mạnh đó có thể là ghê gớm mà. Chính dù ẩn nấp bên ngoài cho đến chiều tối, hắn ta nhìn thấy một cái đội quân đang tiến vào trong thành. Hắn ta liền phi thân lên trên tường thành mà nằm sát theo dõi. Đội quân đó mang thiết giáp đầy đủ, chúng lượn vòng quanh phủ viện để tuần tra. Bước chân vững vàng,
nó giống như là bàn thạch, có vẻ là không hề hấn gì. Bọn chúng chỉ là binh lính tầm thường thôi, luôn nhìn tôi ghi tuyệt đối sẽ là thua kém ta. Hà cứ gì lại không bị ảnh hưởng chứ? Chính dù đợi đến khi mà trời tối hẳn rồi, đội quân sau khi tuần tra xong thì tiến hành giao ban, rời khỏi quan thành và đồng trú bên ngoài. Chính dù liên lén đi theo, hắn ta dùng thuật ẩn thân nên đã nhanh chóng theo được bọn họ đến doanh trại. Nè, sao đây ca? Hôm nay không có gì mới chứ? Không có gì, nhưng mà ở phụ diện của tiểu thư đã xuất hiện một nam nhân đó. Hắn ta hình như tên là Hứa gì, gì Châu gì ấy, là Hứa Thiên Châu. À, phải, nè, chính là cái tên này. Ngài để mới trong phòng của tiểu thư cũng không ló mặt ra. Ta nghe rằng thị nữ nói hắn ta trước là anh Tuấn, và tiểu thư cũng đang có vẻ là rất cưng chiều hắn ta đi. Mấy ngày nay hắn ta đã hưởng thụ không ít đại ngộ mà ở mãi trong phòng cùng với tiểu thư rồi. Nè, tiểu thư cuối cùng cũng đã có được tình nhân như ý rồi. Một tiểu tình nhân là hảo soái à? Tiếng cười của cái bọn lính kia đã khiến cho ai kia đang ẩn thân liền ngưng ngay đến khó chịu. Hắn ta muốn một phát mà bay đến để xé nát đi cái người được gọi là tiểu thư kia. Và hắn ta lại càng muốn coi cái kẻ mà mấy ngày nay còn chưa chịu bước ra khỏi phòng cùng với con gái nhà người ta lén la lán nút làm cái chuyện gì trong đó. Hứa Thiên Châu à, người mới chỉ xa ta có mấy ngày thôi, đi động tâm nữ sắc, hết một Cố Trường Hải lại đến một tiểu thư nữa. Khi nào ta mới có thể thực sự an tâm vì ngươi đây hả? Ta mà gặp lại ngươi, nhất định sẽ cho ngươi nửa tháng không được khỏi giường đó. Chinh dù nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mà chửi rủa. Thiên Châu đang nằm ở trên giường, bỗng lại cảm thấy ngương ngay khó chịu. Cậu ta lấy tay gãi gãi cái đôi tay đến đỏ ửng, bức rứt, rồi cố gắng nhắm mắt lại để tìm về giấc ngủ. Chinh dù lát sau giờ là chưa nghe được cái manh mối gì, đi ra ngoài bắt một đại quân, một tên lính để mà đánh gất đi, nhập vào trong tên xác của hắn ta, rồi tìm cái tên lúc nãy mà than vãn. À, đại ca, khi nãy đại không biết sao, lúc đi tuần tra thì thấy nguyên khí bị hút mất đi, không biết là cái thứ đó nó còn có hiệu nghiệm không. Nè, không lẽ ngươi làm mất nó rồi hay sao? Lấy cho ta xem đi. Cái tên lính kia bảo lấy, nhưng mà chính vua đã biết hắn ta bảo mình lấy cái gì ra chứ, đành phải giữ mày mà thằng đó. Quỳnh à, tay của ta lúc chiều đi vội quá nên bất cứ bị đau đó, Quỳnh lấy giúp ta nhớ. Người thiệt là có gì vậy không cũng phiền phức. Nói xong, cái tên lính kia khom người xuống cởi giày của chính vua ra, trở về dập vài cái xuống đất, đi hiện ra một cái con thiên tầm. Hắn ta nhìn ngó ngó thiên tầm một chút, rồi liền để trở lại trong giày, rồi ngẩng đầu nhìn chính vua. Nè, thiên tầm vẫn là khỏe mạnh đó, ngươi là tự mình hù mình thôi. Nhớ lấy, cứ 3 ngày là phải đến chỗ của tiểu thư để đổi thiên tầm. Nếu không, ngươi cho dù là có ngày vong mạng cũng không biết đó. Đa tạ đại ca. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, canh ba cũng phải giao ban đó. Đợi khi mà tên lính kia rời khỏi rồi, Chinh Dung nhếch mép cười cười, liền xuất ra lấy thiên tầm bỏ vào trong giày của mình, rồi phi thân về phía trường thành. Một cương đập phóng vào trong bên trong. Nhờ có thiên tầm mà hắn ta có thể di chuyển nhanh chóng mà không bị bất kỳ trở ngại gì cả. Chính dù phi tên lên trên cao nhìn ngó, dưới chân của hắn ta chính là một dải thành trì rộng lớn, đèn được thắp sáng hồng hồng đỏ đỏ khắp nơi. Phụ đệ của lão nhân già quả là hùng vĩ nhất là về đêm. Trước đây hắn ta đã nhìn qua nhiều cái biệt phủ, nhưng mà chưa từng thấy qua cái nơi nào xa qua đến như thế này. Chinh Dù đảo mắt nhìn quanh, đi nhìn thấy một cái phủ viện cao vượt bậc lên trên. Đáng chắc đó chỉ là chính điện rồi. Nhìn sang một phía xa nữa thì bỗng một đập trong tầm mắt của hắn ta chính là một biệt viện khuất sâu hoa viên rộng lớn, nhưng lại được thắp rất là nhiều đèn lồng rực rỡ. Nhìn vào có thể nghe ra được chính phủ chính là cái phủ viện của tiểu thư. Chinh Dù mỉm cười, rồi nhanh như chớp đã đặt chân đến cái biệt viện đó.
Nhưng cái chính là không biết Thiên Châu ở hướng nào. Hắn ta lẩm nhẩm đọc khẩu khuyên, ngọc bội đặt ở trên tay của Thiên Châu, mong có thể tìm thấy cậu, nhưng mà lại vô ích. Từ ngày mà Thiên Châu bị mất trí nhớ cho đến nay, dường như ngọc bội kia cũng đã mất đi tác dụng. Hắn ta đang quanh quẩn để nhìn ngõ thì bỗng có một vài Á Tiên Nga từ một cái căn phòng gần để bước ra. Họ trên miệng cười đã vui vẻ, đang bàn tán một cái câu chuyện mà chính Du nghe qua liền đen mặt. Nè, người đó xem, giữa công tử đó đã bị đám tiểu thư chúng ta lắm rồi đó. Lúc nãy hắn ta lại còn nắm tay của tiểu thư mà nhìn đẹp ý tình ý đó kìa. Nè, sáng nay ta lại còn bắt gặp bọn họ ôm nhau đó kìa. Báo hai ta vừa bước vào đã gần lắm bước thôi. Xem ra cái ngày mà tiểu thư được gả đi là không còn xa nữa rồi. Bọn chung cứ mãi mê mà cười thích mắt, còn chính Du thì ẩn thân một bên. Thì nói đến không thành lời, trong mắt của hắn ta đứng yên một chỗ, môi thì giật giật vài cái, tay lại nắm thành quyền. Lần này người chết chắc với ta rồi Hứa Thiên Châu à. Lão công của ngươi sẽ cho ngươi biết như thế nào gọi là trừng phạt. Chính Du nhìn chằm chằm vào cái căn phòng phía trước, chớp mắt một cái thôi đã xuyên thẳng vào bên trong. Lúc này đây, vì trời đã tối rồi, đèn trong phòng cũng tôi tắt đi. Chính Du chỉ nhìn thấy một thân người nằm phù phù trên giường ngủ. Hắn ta quấn chăn thành một cái cục, cứ như thế đều đều mà thở. Hơi thở này làm sao mà Chính Du không nhận ra cho được chứ? Hơi thở mà nhiều đêm hắn ta ôm ấp ở trong lòng, nay đang nằm ở trước mặt của hắn ta mà vù vù ngủ. Ban ngày còn có nữ nhi hầu hạ, nhìn sao cũng là không có giống như bị bắt nạt hay là tổn hại gì cả. Chỉ là có mình hắn ta thôi, mấy ngày thì cứ chạy đông chạy tây, đến thời gian ngã lưng còn không có nữa là uổng công đã lo lắng cho tiểu gia quả đang bồng bị kia rồi. Chính Du nghiến răng nhưng mà lại thành hàng, rồi để bên giường khẽ ngồi xuống. Hắn ta kéo một góc chăn để tìm tay của Tiên Châu, định giật cậu dậy. Vừa định kéo lên thì bóng tay của hắn ta bị cái bàn tay kia siết chặt lại. Bàn tay mềm mại, ấm áp đến lạ thường. Cái tên đang ngủ lại còn ngang nhiên rên khẽ lên một tiếng. Hành động này rõ ràng chính là đang câu dẫn mà. Bao nhiêu đêm nay chắc là người đã câu dẫn không ít người đâu hả? Chính Du càng nghĩ thì lại càng đen mặt. Hắn ta quyết định chính là không giật Tiên Châu dậy nữa, mà nắm tay của cậu khóa lại trên đỉnh đầu, rồi chồm người đến đè lên trên thân người của cậu, định lấy tay mà tát vào trong mặt của cậu mấy cái cho bất hận đi. Chưa kịp làm thì Thiên Châu đã cảm thấy nặng nề mà rên lớn lên. Tiếng rên này quả thực nó giống như một cái ngọn lửa châm ngòi quả bom hẹn giờ ở trong người của hắn ta. Chính Du nhào tới cắn cổ của cậu một cái. Thiên Châu hét lên a một tiếng, điền mở mắt ra. Thiên Châu bị hắn ta cắn đầu mà giật mình tỉnh giấc. Cậu ta trừng mắt để nhìn vào cái tên đầu sỏ vừa gặm cắm cái cơ thể của mình, điền tức khí mà dùng quay lên. Chính Du bị đập trúng mà lăn nhào xuống đất. Hắn ta ôm nằm càng lăn lộn ở trên sàn nhà. Thiên Châu ngồi bật dậy, qua cái thứ ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài cửa sổ hắt vào, cậu có thể nhìn thấy gương mặt của cái kẻ kia, vì nhận ra cái âm thanh quen thuộc từ giọng nói của hắn ta. Thiên Châu cười cười rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, ngồi xổm mà nhìn cái kẻ đang mặc giày làm mình làm mẩy ở dưới đất kia. Sao hả? Người có biết đau sao? Châu Châu à, để đánh ta chết rồi đó. Đánh ta như vậy sao để chúng ta biết làm sao chứ? Chính Du vừa nói lại vừa nằm giả trên sàn không chịu đứng dậy. Hắn ta cố ý để cái giờ hai chữ làm sao cho Thiên Châu nghe rõ. Gương mặt của hắn ta tà tà. Làm sao là làm sao chứ? Thiên Châu trưng ra một cái vẻ ngây ngô mà hỏi Chính Du, làm cho hắn ta nuốt khan một cái, liền chụp lấy tay của Thiên Châu kéo đưa về cái phía dương vật của mình mà gian manh cọ cọ. Để nói xem, để ra ta mạnh như vậy đó, cái thứ này mà không đi thì sau này để sẽ đau lòng chết mất thôi. Thiên Châu cười cười
Thuận y theo ý của hắn ta mà nắm lấy cái thứ đó vuốt nhẹ nhẹ nhẹ, rồi bất ngờ giật mạnh một cái làm cho chính Du quằn quại. Lần này hắn ta chính là đau thật đó. Hắn ta hét lên một tiếng, mắt trợn ngược. À, Châu Châu à, không, lần này chết ta thiệt rồi. Sao hả? Còn đó mà giờ gì với ta hay sao? Nói cho ngươi biết, ta đây chính là đang ngủ đó. Ngươi đã xong vợ phòng, ngươi lại còn dở trò cắn người nữa chứ. Hại ta cho đến giờ, với lần đau cổ nè. Ngươi nghĩ xem, lúc nãy, ta vẫn là nhẹ nhàng với ngươi lắm rồi đó. Còn đó mà nhõng nhẽo đi ha. Thiên Châu vừa nói, lại vừa chồm người đến, một tay chống ở bên đầu của chính Du, một tay thì di ngón trỏ ở trên trán của hắn ta ấn lên ấn xuống. Ánh mắt quyến rũ, nó giống như là muốn câu hồn đoạt phách cái kẻ dưới thân. Lúc này đây, hai người thân cách nhau không có là quá xa. Khóe miệng của chính Du bỗng nhếch lên một cái, Thiên Châu vừa nhìn liền nhận ra cái độ bất chính của hắn ta. Định là dịch chuyển người ra thì bị cái cánh tay của hắn ta giật mạnh vai, cậu ngã nhào ra trên người của hắn ta. Một tay hắn ta giữ eo, một tay thì giữ cổ của Thiên Châu mà nghiền chặt lại, áp sát vào trong lòng ngực của mình. Môi chạm môi, mũi chạm mũi. Thiên Châu biết lần này lại là sắp rơi vào trong tay của giặc rồi, nên dùng dậy để mà thoát ra. Đó, bỏ ra đi. Ở đây chính là nhà của kẻ thù đó. Nhà của kẻ thù thì đã sao chứ? Chẳng phải sắp có câu nơi nguy hiểm nhất chính là cái nơi an toàn nhất hay sao? Đêm nay hai chúng ta làm cái chuyện này ở đây, khẳng định sẽ không bao giờ có kẻ phá rối đâu. Hết, người điên rồi đó. Giờ phút này lại còn dám nghĩ đến cái chuyện không đứng đắn hay sao chứ? Như thế nào mới là chuyện không đứng đắn chứ? Ta ở dưới đệ thì cái việc nào cũng chính là đứng đắn hết đó. Việc nào cũng chính là phải đạo. Thiên Châu vừa định mở miệng ra để phản bác, chưa kịp gì thì đã bị môi của hắn ta liền cắn chặt lấy, không một khởi đầu, không một chuẩn bị. Chính Du cứ như thế mà dây dưa cắn mút, môi lưỡi quyện chặt vào nhau. Hắn ta nhắm nghiền mắt lại, cứ chuyên tâm hưởng thụ cái môi lưỡi mềm mại quấn quýt này. Đôi môi của hắn ta, cái đôi môi này mà hắn ta đang ngày đêm thèm khát, thường thể mà hắn ta đã luôn tâm tâm niệm niệm rằng ôm ấp ở trong lòng. Hơi thở mà hắn ta chỉ muốn suốt đời quyện chặt, giờ đây đang ở cùng một chỗ cùng với mình, dạ gì mà không tận dụng thời cơ chứ. Truyện Xích Quỷ Kiếm, tác giả M, chương 20. Ở một nơi đẹp đẽ như là thiên giới, đêm đêm lại thơm tho hương hoa dịu ngọt lan tỏa. Ngoài kia, ánh sáng của những ngọn đèn lồng đỏ đủ để cho hắn ta cảm nhận được như mọi thứ là đang dành sẵn cho hai người. Thiên Châu khẽ môi, chính Du liếm mút càng lúc lại càng hăng say. Hắn nghiêng đầu sang một bên, chiếc lưỡi liền theo khe hở xông vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Thiên Châu miết lấy, kéo ra, rồi dùng môi nút lấy nút vào. Toàn bộ quá trình hắn ta không một chút lơi tâm. Lúc này đây, toàn thân của Thiên Châu phát nhiệt. Chính Du giơ hai tay lên để nắm dọc lấy hai chiếc gò má khả ái đang phím hồng của Thiên Châu, dò dò, nặng nặng, vuốt ve cưng chiều. Hai chiếc đầu cứ liên tục chuyển động lên xuống, làm cho hai thân thể cọ quẹt vào nhau đầy kích thích. Bỗng Thiên Châu rời khỏi môi của Chính Du, di chuyển sang liếm láp tai của hắn ta, làm cho Chính Du muôn phần kích động. Hiếm khi nào Thiên Châu lại chủ động đến như thế này, lại là lúc cậu mất đi trí nhớ. Hắn ta thực sự không tin nổi, nhưng mà giờ phút này đây, nghi ngờ vừa nhen nhóm của hắn ta đã bị cái liếm láp đánh dòng lại tinh tế của Thiên Châu vòng quanh mật động tai, làm cho thần trí của Chính Du bốc quả. Hắn ta vội vàng kéo cổ áo của cậu lệch xuống vai, nên nhóm người dậy, ghi chà cậu kéo sát vào người. Hắn ta cắn lấy bả vai mềm mại phấn nộn của Thiên Châu một cái, rồi di chuyển môi lưỡi liếm le từng tấc da thịt mịn màng, cứ từ từ di chuyển lần lên tai, sau đó thì bất ngờ lật người Thiên Châu nằm đè dưới thân. Chính Du lúc này đây gấp gáp đến không thể nào mà chờ được nữa.
hắn ta đưa bồi đến điên cuồng về Steo, cái đôi môi anh đào của cậu. Như thế là ăn bao nhiêu cũng sẽ không đủ. Tay thì lại vội vội vàng vàng khai mở thắt lưng của Thiên Châu, xé áo dứt sang hai bên. Chính Du khom người xuống, cắn lấy cái nhũ hoa hồng hồng, vừa cắn vừa liếm vừa mút, giống như là đang mút kẹo, thỉnh thoảng lại gầm cắn nhẹ nhẹ, khiến cho Thiên Châu rên lên, thân thể cả một trận giận dẹo. Tay bên kia hắn ta giày dò ngực còn lại, nắng bớt xoa xoa, toàn bộ kích thích làm cho dương vật bên dưới của Thiên Châu lại trở nên cứng rắn. Khô y mỏng manh không thể nào che đậy nỗi dục vọng đang trỗi dậy, làm mình làm mẹ ở trong kia. Chính Dù cũng đang ở trong trạng thái lâm trận gặp cái địch hung hãn như là Thiên Châu. Dương vật của hắn ta từ lâu đã sừng sững, dựng đứng, oai vệ mà đâm vào trong bắp đùi non, làm cho cậu cả một trận đau rát. Thiên Châu lúc này đây, mắt hé hé mở, lờ mờ mà nhiễm cả một tầng sương. Chân bày thì nhíu lại thành hàng, môi hé mở, cầm nâng cao vượt mặt. Một tay thì giữ lấy đầu của Chính Du, giật mạnh tóc của hắn ta theo từng động tác gầm cắn của hắn. Tay còn lại cứ đang chen chúc giữa thân thể của hai người mà tìm kiếm cái vật như thân an ủi. Bỗng Chính Du nắm lấy cái cánh tay của cậu dứt sang một bên. Hắn ta rời khỏi thân trên của Thiên Châu, di chuyển xuống dưới. Vừa di chuyển là vừa không ngừng liếm dọc từ trên xuống bụng, làm cho hơi thở của Thiên Châu càng lúc lại càng trở nên nặng nề. Hắn kéo quần của cậu ra khỏi người, quỳ gối nhõm dậy, gấp gáp để mà thoát y. Hai chân của hắn ta đặt hai bên thân dưới của Thiên Châu. Nhưng mà vì quá nôn nóng, hắn ta dường như là không tìm nổi ra cái manh mối để mở sợi dây đai lưng. Thiên Châu thấy hắn ta thành sự chậm chạp, đừng bốc quả, cậu người bật dậy, đầu thì chỉ cao đến ngang thắt lưng của Chính Du đang quỳ. Cậu ta cua tay tìm được mối dây thắt lưng, rung rung mà tháo rời nó ra, rồi dứt xuống mặt đất. Khi mà thắt lưng vừa được giải phóng, Chính Du liền cởi áo bằng quăng ra xa. Thiên Châu thì kéo tục quần của hắn ta xuống dưới tầng đầu gối. Lúc này đây, Thiên Châu hiện ra trước mắt chính là toàn cảnh Long Cung sống động. Dương vật của hắn ta hoàn toàn đã bị phơi bày trước mặt của cậu, cao lớn sừng sững dọa người, làm cho cậu khẽ nuốt nước bọt. Chính Dù vừa định kéo người của Thiên Châu dậy, chưa kịp đã cảm thấy dương vật mình ấm nóng. Nhìn xuống thì Thiên Châu đang ngậm toàn bộ tinh khí của mình để nuốt vào trong. Cự vật nuốt sâu đã chạm vào trong tận cuống họng của Thiên Châu, nhưng mà vẫn không ăn thua gì với cái kích thước đó cả. Hai tay của Thiên Châu vòng ra sau lưng, vừa bóp là vừa xoa cái chiếc mông săn chắc của Chính Du, khiến cho hắn ta toàn thân rệu rã. Từ ngày mà hắn ta sáng mắt cho đến nay, đây chính là cái sự chủ động có phần mạnh mẽ đầu tiên của Thiên Châu dành cho hắn ta. Như thế cậu cũng đã thèm khát cái cơ thể này cả một thời gian dài. Bỗng Thiên Châu bút một cái, sự ấm áp của khoang miệng và mơn trớn này lại một lần nữa đánh lùi đi những cái nghi vấn ở trong lòng của Chính Du. Hắn ta ngẩng đầu lên trên trần nhà, mắt nhắm nghiền lại, miệng thì thở hừ hừ, thỉnh thoảng phát ra những cái tiếng rên nhỏ. Hai tay hắn ta vuốt nắng gò má mềm mại của Thiên Châu. Thiên Châu bên dưới dùng lưỡi điêu luyện để có thể liếm láp đầu khất hồng hồng, thỉnh thoảng dùng răng để biết nhẹ lên trên cái vùng da mềm mại. Miệng thì hút vào lại nhả ra, giống như đang cầm bình sữa mà mút mát. Đến hai mắt cũng hợp vào, tay đang bóp hai cái cánh mông săn chắc, càng lúc lại càng bạo liệt hơn. Bỗng Chính Du lại trực tiếp dích người ra khỏi cái đầu môi đang thèm khát, làm cho Thiên Châu cao một trận hụt hận. Chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì thì liền bị đôi môi ấm nóng của Chính Du bao chặt lấy. Hắn ta lại đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của Thiên Châu mà càng quét. Rồi bỗng Thiên Châu cảm giác toàn thân của mình bị nhấc lên cờ mặt đất. Cậu hít mạnh cả một hơi, hai chân của cậu kẹp chặt, rồi quấn ngay lấy thắt lưng của hắn ta. Đôi tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn, hai tay của hắn giữ chặt lấy mông của cậu.
toàn lực ôm cậu giữ sát vào người. Toàn bộ quá trình môi lưỡi hiệp vẫn cứ triền miên không dứt. Trong bóng tối êm đềm, nghe rõ được cái tiếng mút mát ẩm ướt, âm thanh của môi lưỡi chớp chép ái muội. Dương vật của Thiên Châu dựng đứng ở trong lòng của hắn, cọ quẹt vào trong lòng bụng dưới của Thiên Châu chính du, để lại cho những cái vệt đỏ ửng. Nhưng mà dường như cái việc này không hề đánh dời đi sự chú ý của hắn ta vào trong thân thể người kia. Bỗng Thiên Châu cảm thấy một cái cánh tay lành lạnh lần mò dưới mông của mình, tìm kiếm cái hở quen thuộc. Khi mà đã xác định được nơi thích hợp rồi, vật to lớn dài ngoằng của hắn ta bỗng một phát mà đâm thẳng vào trong cái khe hở khích chặt đó. Thiên Châu nhớ về một cái rồi rời khỏi cái môi hắn ta mà cắn chặt răng lấy. Hắn ta ôm sát thân thể của cậu khảm vào trong người, toàn thân là không biết từ khi nào mồ hôi nhễ nhại. Hắn ta gác cầm lên trên hõm vai của Thiên Châu, cậu thì cắn hắn ta chặt bả vai của hắn. Hộ huyệt của Thiên Châu quá là chặt, quá ấm áp, đã bao giữ lấy thân của hắn ta, cứ từng chút co thắt giãn nở, làm cho hắn ta lại càng thêm hứng tình, càng thêm kích thích. Dục vọng càng lúc lại càng bành trướng hơn, cứ đâm thẳng vào trong một cái rồi nằm yên. Thiên Châu hét a lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhại, thân thể gì đâu mà khẽ động đậy, làm cho chính du lại càng thêm bức rứt. Chính du thì thầm bên tai của Thiên Châu: "Nè, đừng đòi bảo bối à, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi." Cuối cùng hắn ta dùng lực đâm thêm một cái nữa, áp sát dương vật vào sâu bên trong huyệt hậu của Thiên Châu, tìm đến cái chỗ nhạy cảm quen thuộc của cậu, định nhấp nhấp cho mấy cái. Thiên Châu bị đau bất ngờ mà hét lên, đến khi cái phần kia đã chạm đúng cái nơi sâu thẳm nhạy cảm của mình, liền phát ra một cái tiếng rên dâm mỹ. Gương mặt, đôi tai, dần trái đều đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền lại, trong mắt thì di chuyển liên tục, tay cố vào trong vai của Chính Du, để lại những vệt đỏ dài. Chính Du ôm Thiên Châu áp sát vào trong vách phòng, mượn tường nhà để làm điểm tựa, toàn thân thì lại liên tục trừ sắp. Hai thân thể đánh vào nhau nghe bành bạch, âm thanh nơi tư mật va chạm khích vào nhau phát ra những âm thanh bạch bạch, làm cho hai người ở bên ngoài nghe thấy là không khỏi đỏ mặt. Mật động của Thiên Châu nuốt vào dương vật của hắn ta sâu đến tận gốc, không còn một khoảng trống nào giữa hai người. Trong suốt quá trình, Chính Du vẫn là không quên vuốt ve an ủi bảo bối của Thiên Châu, làm cho nó cũng phát trướng lên đầu đớn. Cuối cùng cả hai toàn thân là rung lên, cùng nhau bắn một lúc, cả hai hét lên a thật là dài. Thiên Châu gục mặt vào trong vai của Chính Du, toàn thân rũ rượi, Chính Du khó nhọc thở ồ ồ. Lúc này đây, hắn tôm Thiên Châu lại, rút cái giường vật ra, rồi từ từ thả cậu nằm xuống giường. Chính Du đánh nhặt quần áo mặc vào, rồi tiến đến bên giường kéo Thiên Châu ngồi dậy. Cậu ngã ập vào trong người của hắn ta, thân thể mềm nhũn, nũng nịu, nằm ở trên vai của hắn ta mà thiêu thiêu ngủ. Hắn ta từ từ lau sạch đi tinh dịch ấm nóng chảy ra, nhảy nhụa bên dưới bắp đùi của cậu, rồi giúp cho Thiên Châu mặc quần áo vào, sau đó chui vào trong ổ chăn, vẫn cứ ôm chặt cậu nằm sấp ở trên người mình mà thủ thỉ. "Ta yêu đệ, Châu Châu à." Nói xong, Chính Du hôn nhẹ lên trên tóc của Thiên Châu một cái, mỉm cười, đôi chìm dần vào trong giấc ngủ. Đến gần sáng, trời bên ngoài vẫn cứ còn nhá nhem tối, nhưng mà hơi ẩm của sương đêm và tiếng chim hót xa xa báo hiệu đêm đen sắp tàn. Thiên Châu trợn mình mở mắt, liền nhìn thấy Chính Du đang nhíu mày nhìn mình. Thiên Châu chớp mắt mấy cái, liền lười biếng mà nhắm mắt lại, giống như muốn ngủ tiếp. "Chuyện gì chứ?" "Châu Châu à, có phải đệ đã hồi phục trí nhớ rồi không?" "Ta không." "Nè, nhưng vì sao lại hỏi như vậy chứ?"
Ta chỉ thấy là để rất giống như ngày trước. Nè, khi nào nhớ lại ta sẽ nói với ngươi. Thiên Châu đã nói như vậy, Chính Du cũng không còn cái cớ gì để mà hỏi thêm. Nhưng mà rõ ràng cái cảm giác này chính là Thiên Châu khi tư quán ta, không phải là cậu của những ngày ngây ngô vừa rồi. Chính Du bất giác siết chặt Thiên Châu vào trong lòng hơn nữa. Lát sau hắn khẽ nói, Cho thức dậy đi. Nhưng lúc trời vẫn còn chưa sáng, chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Thiên Châu trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ gần ngủ gật. Để làm gì chứ? Ta muốn ở lại đây chơi thêm ít ngày. Cái gì chứ? Chơi sao? Nè, ở đây có cái gì mà chơi chứ? Nè, không phải người nói nơi nguy hiểm nhất chính là cái nơi an toàn nữa hay sao chứ? Ta cũng muốn ở lại cho biết là thiên giới này trước đây như thế nào ta không biết đâu. Nhưng bây giờ ở đây sống thật sung sướng, có kẻ hầu người hạ, ăn no ngủ khỏe, lại có cảnh đẹp để ngắm nữa chứ. Nè, ta thực lòng là vẫn chưa muốn trở về đâu. Chào, để có biết mình đang nói gì không chứ? Kẻ mắc đệ chính là lão nhân gia đó. Hắn ta là một kẻ rất là độc ác. Không được, nè, dù gì cũng là phải theo dừng với ta. Chính Du ngồi bật dậy, kéo chăn định ôm Thiên Châu ra. Bỗng cậu dùng dằn thoát khỏi tay của hắn ta, khiến cho Chính Du cảm một phen hụt hẫng. Nè, ngươi làm cái gì chứ? Ta đã nói là ta ở lại đây ít ngày cho biết thiên giới, rồi ta sẽ trở về. Sao lại không nghe lời ta chứ? Thiên Châu vừa nói mà sắc mặt lại trông rất là khó coi. Xưa nay cậu chưa có bao giờ đối như vậy với hắn ta. Chính Du cả một phen lo lắng, bỗng kéo chăn ra. Lời Thiên Châu tới lui để kiểm tra thân thể, cậu nhằm chán mà như mày. Người đang tìm cái gì vậy chứ? Dưới trăm của bản xạ. Chính Du vừa trả lời, tay vẫn cứ liên tục kéo Thiên Châu để xoay ra kiểm tra. Cậu ta ghét nhất mà hắt hắn ta văng ra. Không có thứ đó trên người của ta. Ta không tin đâu. Vậy thì sao để bỗng dưng để mua lại chúng mấy người hiện mày chứ? Không được đâu. Mau cùng với ta trở về đi, nhanh lên. Lục đại gia, người sáng sớm chạy đến đây có gì gì chứ? Thiên Châu liền đưa tay lên bịt miệng Chính Du lại, kéo hắn ta rời khỏi giường. Là tình tiết tiểu thư, nhanh ngươi rời khỏi chỗ này đi. Vừa nói, Thiên Châu vừa đẩy hắn ta về phía cửa sổ. Nhưng mà Chính Du ngay lúc này lại trở vào cứng đầu cứng cổ. Hắn ta đứng một chỗ không chịu di chuyển, mày co lại thành cả một đống. Tiểu thư sao? Thì ra là như đó sao? Thảo nào, con nó đến đâu để cũng không chịu thay ta về nhà. Thiên Châu lườm hắn ta, mặt không đổi sắc, nhéo tay của hắn ta mà xách lên. Ta nói người đó còn Chính Du à? Đây là cái lúc nào rồi mà còn nghe bóng nghe gió chứ? Chẳng lẽ đêm qua còn chưa có chứng minh được tình cảm của ta dành cho ngươi hay sao chứ? Nghe lời ta đi mà, về đi. Một lần này thôi, nơi này ngươi không thể nào ở lâu đâu. Thiên tâm ở trong người của ngươi chắc chắn là không còn sống được bao lâu nữa đâu. Chính Du nhíu mày lại. Nè, tại sao để lại biết về thiên tâm chứ? Rốt cuộc để chính là đang tính toán điều gì đây chứ? Không thể nào nói cho tôi biết hay sao chứ? Nè, nếu như không có thiên tâm thì ngươi là không thể nào vào để tìm ta rồi. Vì tiểu thư đó đã cho ta biết về thiên tâm nên ta đã đoán như vậy đó. Giờ thì ngươi đi đi. Ngoan, nghe lời của ta một lời có được không chứ? Chính Du càng nghe lại càng thấy lòng dạ rối bời. Hắn ta hiếp mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc. Châu, để có điều gì chắc giấu ta chăng? Thôi được, nè, ta rời khỏi, nhưng mà sẽ đợi để ngoài thành đó 2 ngày nữa. Nếu như không thấy để trở ra, ta nhất định là sẽ do đây tìm để, không được cãi lời ta. Được, đi đi. Chính Du bất chợt nắm lấy tay của Thiên Châu kéo lên xem. Chiếc ngọc bộ chi hại đã không còn đeo ở đây nữa rồi. Hắn ta cho mày một cái, liền ôm Thiên Châu vào trong lòng, lén nút dùng tiền khi
vẽ ra một cái sợi dây cột vào trong tay của cậu, đọc khẩu quyết khảm vào trong đó. Xong xuôi, hắn ta giả vờ vuốt vuốt tay của cậu rồi buông ra. Nè, ta đi, đề phòng bọn trọng đó. Đi đi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền mở cửa. Tình Thuyết bước vào, ngay cái lúc mà Chính Du vừa ẩn thân. Hắn ta nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa rời khỏi liền chạm phải mặt của Cảnh Hào. Chính Du nhìn hắn ta thở dài một cái rồi nhẹ nhàng ngước qua. Hắn vừa rời khỏi, bóng Cảnh Hào lại quay đầu nhìn theo, ánh mắt của y che giấu một nụ cười. Lúc này đây, Chính Du cảm thấy tiên lực của mình đang dao động, đoán là Thiên Tầm sắp chết rồi nên vội vã phi thân khỏi thành, ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Tình Tuyết vừa vào liền đến gần Thiên Châu, dùng tay để sờ lên trên trán của cậu, làm cậu mỉm cười một cái. Nè, thân thể của công tử đã hạ nhiệt rồi, anh bắt cháu này đi, ta đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho công tử đó. Đa tạ thư thư, nhưng mà vì sao nàng lại tốt đến ta như vậy chứ? Vì công tử đây rất giống với một người, chính là bằng hữu của ta đó. Là người nào chứ? Hắn ta đã mất nhiều năm qua rồi. Hắn cũng như công tử thôi, là một trang tuấn kiệt. Tiếc là do nghĩ quẩn nên đã quyên sinh rồi. Quyên sinh sao? Phải, phụ thân của ta vì quá đau lòng nên trồng một thanh kiếm bị phong ấn ở Giang Trùng Sơn về để dạy của hắn ta đó. Nè, vì sao thanh kiếm này có thể của hắn ta chứ? Là vì năm đó có một mảnh hồn phách của hắn ta đã bị thanh kiếm rút mất đi. Ra là vậy sao? Vậy vì sao lại bắt ta đến đây chứ? Nè, là mời, không phải bắt đâu. Nhưng mà Lục Cảnh Hào là có vẻ đã phi lễ với công tử rồi, ngàn lời đắc tội. Cũng không có gì đâu mà. Chúng ta mời công tử đến đây chỉ muốn xin giúp chúng ta một việc thôi. Việc gì? Xin lại cứ nói đi, nếu giúp được ta quyết không từ đan đâu. Tình Tuyết nghe như vậy, bóng chồm đến ngã vào trong lòng của Tiên Châu, khiến cho cậu giật mình. Bên ngoài Chính Du lắng nghe cái câu chuyện từ sợi dây kết nói mà liên tục đạp cây bứt cỏ. Cô nương à, nam nữ thọ thọ bất tương thân, xin đừng làm như vậy. Nè, ta chỉ muốn mượn hơi ấm của công tử một lúc mà thôi. Người con công tử thật là ấm đó. Chính Du bên ngoài không kiềm lòng được mà lớn tiếng chửi rủa. Khốn kiếp, dám còn dẫn vợ ta hay sao chứ? Ả này mà đã ghét mà. Thiên Châu không có để Tình Tuyết ra mà vỗ nhẹ cái bờ lưng mềm mại của nàng ta. Đừng đừng đừng, không sao, không sao rồi. Lời nói này triệt để hạ gục đi cái ý chí của Chính Du. Hắn ta đang đứng thì ngã nhào xuống đất nằm bất động, mắt thì nhìn đăm đăm lên trên tận trời, miệng lắp bắp: Trời đất ơi, hết thiệt rồi bối à. Quả ra không phải là người trù tính kế hoạch gì cho khi cao sư hay sao chứ, chỉ là ở lại vì lý như đó mà thôi. Ta hận đó, hận là lúc nãy không đánh ngất người đi để mà giác đi. Ta thật là ngu ngốc mà, thật là một kẻ đại ngốc, để cho người trèo lên trên đầu trên cổ người ta ngồi, còn để cho người lừa gạt ta nữa chứ. Chính vừa bật dậy định cướp một con Thiên Tầm khác thì khựng chân lại khi mà nghe cái câu nói tiếp theo của Thiên Châu. Vậy ta có thể giúp gì cho nàng? Máu của người rất là thuần khiết đó, có thể cho chúng ta một ít không? Nè, chỉ một ít thôi, chúng ta có thể là chảy từ thanh kiếm rồi. Gọi ra là gì này sao? Được, ta nhận lời. Nè, vậy thì lát nữa khi bạn xong, chúng ta liền đến Trường Minh Cung, nơi đó đang cất giữ kiếm. Lão nhân gia cũng chính là đang ở đó đợi ngài đó. Được. Thấy Thiên Châu vui vẻ như vậy, Tình Tuyết cũng hài lòng. Nàng ta nhanh chóng hầu hạ cậu ăn uống,
Xong xuôi, hai người bước ra. Bên ngoài cảnh Hào vẫn là đang đứng đợi. Vừa bắt gặp được cái ánh mắt của nhau, Thiên Châu này bước dài đến để trỏ tay vào trong mặt của cảnh Hào, nói ra một cái lời khinh bỉ. Lục Cảnh Hào à, uổng công ta đây xem ngươi chính là hảo bằng hữu, ngươi là phản bội ta. Thật may lão nhân gia kia chính là không có ý xấu, nếu không Hứa Tiên Châu này có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Cảnh Hào không trả lời, hắn ta chỉ nhàn nhạt cười rồi theo sau hai người bọn họ. Được vài bước, Tình Tuyên lại quay đầu nhìn lại. Nè, ngươi theo chúng ta làm gì chứ? Lão nhân gia bảo tôi phải hộ tống Hứa Tiên Châu. Nhưng mà đã có ta rồi, một kẻ như ngươi không cần dùng đến. Tình Tuyết lớn giọng nói ra lối bề trên. Ta chỉ là tuân lệnh chủ nhân thôi, rất tiếc chủ nhân ta không phải là nàng. Ngươi nè, thưa thưa à, không cần phải để ý đến hắn ta đâu, chúng ta đi thôi. Vừa nói thì cho là vừa nắm tay của Tình Tuyết mà kéo đi. Cả ba cùng nhau đi về cái hướng Trường Minh Cung. Không có biết rằng ở trên nóc nhà đã có một kẻ âm thầm quan sát theo bọn họ. Thiên Châu cùng với Tình Tuyết và Cảnh Hào đi về hướng Trường Minh Cung, gần giống như những cái gì ở trong tưởng tượng của Thiên Châu. Trường Minh Cung không phải là chính điện, đây chính là một cái nơi tách biệt hoàn toàn, ngự trị ở trên đỉnh núi làm lưng tựa cho toàn thể kiến trúc của cung điện. Từ trên Trường Minh Cung có thể quan sát toàn bộ thành trì, cung điện nguy nga. Đây chính là cái nơi cao nhất, quanh năm mây khói hư ảo. Muốn đặt chân đến Trường Minh Cung cũng phải trải qua ba lớp kết giới đặc biệt. Mỗi một lớp kết giới không phải là dùng nội công là có thể xuyên qua, toàn bộ đều dùng đến thiên tầm. Thiên Châu và Cảnh Hào phải dừng lại ba lần để đưa thiên tầm từ trong tay của Tình Tuyết. Thiên tầm thực ra là thứ gì mà có thể xuyên qua cái lợi kích với đặc biệt này chứ? Thiên Châu giữ thiên tầm ở trong tay, vuốt nhẹ để cảm nhận linh khí của nó. Bỗng có khẽ giật mình, nhưng lại cố giữ được một cái nét mặt hoàn toàn tự nhiên. À, thì ra là vậy sao? Ta cũng đã từng trải qua lần trùng sinh thứ nhất, cũng là từ trong cái tầm mà chui ra, chính là cái loại thiên tầm này. Không ngờ định nhân đã có thể sắp đặt chu toàn đến như vậy, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước rồi. Gọi tên là khâm phục mà. Nghĩ đến điều này, có nghĩa là Thiên Châu không cần thiên tầm từ tay của Tình Tuyết thì vẫn có thể đường hoàng mà xuyên qua kết giới này. Vì giống gì cậu chính là thoát thai từ trong cán thiên tầm, nên cái loại linh khí của cậu và thiên tầm giống nhau. Thiên Châu bình chân như vậy mà không đổi sắc, từ từ đi theo Tình Tuyết. Khi mà đã được chân núi rồi, Tình Tuyết phất tay một cái rồi hét lớn: Rồng thiên ngựa trên cao, nước cùng gió thảm bay ngàn đến đây. Bầu trời đang yên tĩnh, bỗng gió dần trỗi mạnh lên, mây trắng cũng bỗng quần thảo rồi cuộn lệch thành một cái kết giới xoắn. Từ trong cái lỗ hổng của tầng mây, một con rồng đen mắt đỏ giống như là hồng máu phi thân xuống. Rồng thật là dài, phất pha phất phới cùng với gió ngàn. Cảnh tượng hùng vĩ đã làm cho Thiên Châu một lượt mở mang tầm mắt. Chiếc đầu rồng quai dệ cùng với thân mình cuộn thành nhiều vòng xoắn hùng hộ, giống như là cuồng phong đến gần nhanh như cướp. Tình Tuyết nhậm cái thần chú, lập tức một kích dây kéo cả Thiên Châu và Cảnh Hào phóng lên trên lưng rồng. Rồng của mình phi thân xuyên qua cái lớp mây trắng xóa dày đặc giống như là lốc xoáy. Mặt của Thiên Châu rát rạc, mắt nhắm nghiêng vì gió cực mạnh. Trong nháy mắt đã đến đỉnh của Trường Minh Cung. Tình Tuyên phi thân ra khỏi rồng, kéo Thiên Châu và Cảnh Hào. Vừa đặt chân xuống Thiên Châu lão ra một chút, Cảnh Hào tìm phương tay đến để giữ cậu. Toàn bộ hành động diễn ra rất là nhanh, nhanh đến nỗi Tình Tuyết chưa kịp nhìn thấy. Đã đến Trường Minh Cung, xin mời theo ta. Thiên Châu
như mắt để quan sát. Trường Minh Cung đã sừng sững ở trước mặt. Phía trước họ chính là một dãy những bậc tam cấp thật là dài, thật cao. Xung quanh ẩn hiện sự khói như chốn thần trần tiên thoát tục. Lão nhân gia, ngài đã cho ta biết như thế nào gọi là không phải ở cái nơi cao thì đều là rồng. Cũng có những cái con dung ẩn hiện trong đó. Nơi này quá thật là không phù hợp với ngài. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho ngài là trở về như đúng cái nơi mà mình thuộc về, cho tất cả những cái tội lỗi mà ngài đã gây ra. Tình Tuyết đi trước, Thiên Châu theo sau, rồi cuối cùng là Cảnh Hào. Đến gần cái bậc tam cấp trên cùng, Thiên Châu lại càng cảm nhận rõ kiếm khí của Xích Quỷ Kiếm. Bên trong Xích Quỷ Kiếm cũng cảm nhận được linh khí của chủ nhân mà khẽ động đậy. Thiên Châu nhíu mày một cái. Đừng động, y nó chờ ta đi. Xích Quỷ Kiếm liền nằm yên. Lão nhân gia ngồi một bên để quan sát mọi thứ dễ dàng. Y mỉm cười một cái. Đánh mụ được của chủ nhân ngươi hay sao? Một lúc nữa hắn ta sẽ đến đây. Nhanh thôi, không cần gấp gáp. Thiên Châu cuối cùng cũng đã lên đến nơi rồi. Trước mắt của cậu chính là Trường Minh Điện. Trần cao thật cao, những chiếc trụ hình rồng trắng chạm khắc tinh vi. Nền và vách toàn bộ đều giác vàng sáng lóa mắt. Chính giữa điện là một cái chiếc ngai bằng vàng rồng cao dựng lên trên. Một tấm thảm đỏ trải dọc từ trên ngai ra đến cái cửa dừng lại nơi Thiên Châu đang đứng. Bên trong cả một mảnh yên lặng, chỉ một mình lão nhân già râu tóc bạc phơ yên vị nằm ở trên ngai vàng. Thiên Châu vừa bước chân vào, ngẩng mắt lên nhìn thấy y đang nhìn xuống mình. Khoảnh khắc này đây khiến cho trái tim của Thiên Châu khẽ lỗi nhịp. Khi thế này chưa bao giờ cậu được trải qua. Trước đây chưa có cái tức gì mà khiến cho Thiên Châu phải run sợ, nhưng mà đây rõ ràng chính là một cái tức hoàn toàn khác hẳn. Sự căng thẳng cứ đang choáng ngợp ở trong não bộ của Thiên Châu. Ta không hại ngươi, không cần phải sợ hãi, Hứa Thiên Châu. Giọng của lão nhân già gian gian trầm bổng, sức mạnh từ những gió bay ngàn mà xuyên vào trong tận gốc rễ cái nỗi sợ hãi của Thiên Châu. Cậu nắm chặt tay của mình lại, cô để có thể lấy lại bình tĩnh. Ngài chính là lão nhân già sao? Phải, chính là ta. Hãy đến gần ngay đi, tiểu tử. Thiên Châu giống như là bị thôi miên. Cậu cứ từng bước mà đến gần ngai vàng rồi dừng lại. Cảnh Hào đứng phía sau, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thoáng một chút khẩn trương, nhưng không kịp để ý bất kỳ ai nhìn thấy. Lão nhân già đưa tay về phía Thiên Châu, cậu run run chỉ bàn tay của mình, nắm lấy cái bàn tay lạnh lẽo của lão nhân già. Y bất giác nhìn xoay sâu vào trong đôi mắt của cậu, trong mắt quay chuyển dần sang màu trắng. Một trường lạnh lẽo đã xâm chiếm lấy ý thức của Thiên Châu. Cậu cảm thấy chân của mình không còn sức lực, đi ngã khuỵu xuống dưới chân của lão nhân gia, đầu thì tựa vào trong đầu gối của y mà thiếp đi. Y vỗ nhẹ vào đầu của Thiên Châu một cái, miệng nhếch lên cười thâm trầm. Không sao không sao, hài tử à, đây là thử thách cuối cùng của ngươi. Đầu của Thiên Châu lúc này đây hoàn toàn trống rỗng, trước mắt của cậu là cả một mảng trắng xóa. Ta lại chứ, tại sao ta lại ở đây? Thiên Châu tỉnh dậy, hãy làm chủ lý trí của mình đi, đừng để hắn ta thâm nhập vào trong thần khí của ngươi. Thiên Châu à, ngươi phải mạnh mẽ lên. Định Nhân à, là ngươi sao? Phải, chỉ là ta đây. Vì sao ngươi lại không xuất hiện chứ? Cuộc đời của ta toàn bộ là đều do ngươi sắp đặt thôi. Vì sao giờ thời khắc này ngươi lại không chịu xuất hiện? Ngươi bạn thương ta mà. Thiên Châu à, linh hồn của ta đã nhiễm đầy thù hận rồi. Đó là lý do vì sao
ta lại tái sinh lần nữa trong cơ thể của ngươi. Ta muốn mượn cái sự thuần khiết của linh hồn ngươi để có thể tẩy rửa xích quỷ kiếm. Nè, vậy chúng ta không phải là một sao chứ? Cơ thể là của ta, của riêng mình Hứa Thiên Châu sao? Hãy nói với ta rằng đó chính là sự thật đi. Phải, đó là cơ thể của ngươi. Lúc ta đã gửi hạt bằng kiếm cho tổ phụ của ngươi giữa thanh dân, ta nhìn thấy mẫu thân của ngươi mang tay. Nguyên thần ngươi lúc đó đã hình thành rồi. Sau này khi ta chết đi, bình ta đã khảm ta vào cái bào thai đó. Nè, vì sao lúc đó bình ta lại không loại bỏ ta chứ? Vậy như trên đời này đều có quyền được sống, ta bày mưu tính kế cũng chỉ là để tiêu diệt đạo nhân gia mà thôi, để có thể đòi lại là công đạo cho phụ thân của ta, để hắn ta không thể nào hại người được nữa, chứ không muốn dùng cái mạng sống của người khác để mà đạt được mục đích của mình. Nè, trong giấc mơ vừa rồi ta đã thấy ngươi nhắc đến là Ngọc Tứ Hồn đó. Hiện tại ở trong tay của ta chỉ có một mảnh chỉ hải và định mà thôi. Ta vẫn còn thiếu chữ nhân, chỉ cần có đủ chúng, ta có thể sử dụng sức quy kiếm phải không chứ? Nè, được cái mảnh ngọc đó không phải đang ở trong tay của Trần Tiêu Giao hay sao? Nè, nếu là Trần Tiêu Giao thì có thể giờ này nó đã dịch tay của Chính Du rồi. Chúng tôi và Trần Tiêu Giao ở cùng một chỗ trước khi đến đây, nhưng định dân công lực của ta chính là không đủ để điều khiển cái cây kiếm đó đâu. Kiếm khí của nó vốn là quá mạnh. Nè, nghỉ tâm đi. Sau khi ngươi tẩy trần xích quy kiếm rồi, hai định nhân tu hợp, ta sẽ xuất hiện. Chỉ có chủ nhân của Ngọc Tứ Hồn mới có thể điều khiển được kiếm. Dù cho chúng ta trong một thân thể, nhưng mà kiếm chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh nếu như ta sử dụng. Đó cũng là cái nghề tàn của lão nhân gia. Nè, có điều này người có thể hứa với ta không? Người cứ nói đi. Thân thể này ta không muốn mất đi đâu. Nè, ta không lấy của người. Chờ khi nào mà việc xong lão nhân gia, ta nhất định sẽ trả lại cho người. Đa tạ người. Định nhân à, trước giờ ta đều nghĩ xấu cho người, thường xin lỗi người. Không gì đâu, ta mới chính là người cần xin lỗi đó. Mọi thứ ta đã không nói rõ ra từ đầu rồi, để cho người phải lo lắng. Ta hiểu nỗi khổ của người, định nhân à. Thiên Châu, giờ thì người đi đi, hãy đối mặt cùng với hắn ta. Kẻ xấu bài mãi chỉ là kẻ yếu đuối, hãy tìm ra nhược điểm của hắn ta, nhất định ngươi sẽ làm được mà. Dứt lời, định nhân biến mất. Thiên Châu mỉm cười rồi choàng tỉnh dậy, đôi mắt mở ra tràn đầy sức mạnh, khiến cho lão nhân già giật mình. Ngươi nhìn sâu vào trong đôi mắt của Thiên Châu, nhưng mà chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Chiều nhiếp hồn đại pháp của hắn ta có vẻ đã mất đi tác dụng đối với Thiên Châu. Hắn ta không thể nào đoán được bất kỳ cái suy nghĩ gì ở trong đầu của cậu lúc này. Người rốt cuộc chứ là thứ gì chứ? Thật sự thuần khiết. Bất kể người là gì thì bây giờ vào máu của người cũng rất là phù hợp để mà tẩy rửa đi xích quỷ kiếm này. Mắt của lão nhân già bất giác lại sáng lên. Hắn ta nhìn Thiên Châu, cậu cũng nhìn hắn ta mỉm cười. Ta nghe tiểu tử nói rằng ngài đây chính là cờ máu của ta để tẩy rửa thanh kiếm của người. Ta sẽ giúp ngài, nhưng ngài chỉ được lấy một ít thôi đó. Ta là còn phải đủ thức để trở về. Hoàng Chính Vua đang đợi ta ở nhà, ta không muốn là hắn ta phải lo lắng đâu. Lão nhân già ngay đến đây bỗng nhiên lại cười lớn lên. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại có thể đơn giản đến như vậy. Tiểu tử này ngoài thuần khiết ra thì thật là ngây thơ đó. Chả trách ta không thể nào nhìn thấy bất kỳ thứ gì từ hắn ta. Quá tốt rồi. Được, sau khi lấy chút máu của người, ta sẽ hộ tống người về thần giới.
Vậy xin rồi kia mở đầu chứ. Người lùi xuống một chút đi. Thiên Châu đi xa ra 10 bước, lão nhân gia cũng đã rời khỏi cái ngai vàng. Y pháp có một cái ngai vàng rung rinh, từ bên dưới cơ quan đẩy lên một cái chiếc hộp màu đỏ sậm có vân hoa, xung quanh chính là hào quang lấp lánh. Kim khi tỏa ra đã làm cho Trường Minh cùng cả một phen rung động. Tình Tuyết nắm chặt vào trong cái cột rồng mới có thể đứng vững được. Lão nhân gia phẩy tay một cái, chiếc hộp liền bay lên trên tay của y. Y cầm lấy niệm chú, kết giới liền bung ra. Nắp chiếc hộp bị kiếm khí hất văng lên. Lão nhân gia nâng cái chiếc hộp đến trước mặt của Thiên Châu. Nó đây, người hãy cắt tay của mình để cho máu rõ dọc xuống lưỡi kiếm và đọc một cái đoạn khẩu quyết này. Lão nhân gia thì thầm vào trong tay của Thiên Châu. Cậu trước là chăm chú lắng nghe, rồi nhận một đoạn đao từ trong tay của y, đưa tay lên cắt mạnh một nhát, máu chảy ra thấm dọc cả cái lưỡi kiếm. Thiên Châu lẩm nhẩm đọc một cái đoạn khẩu quyết. Đang đọc thì xích quỷ kim lại rung lắc mạnh lên, mắt của lão nhân gia sáng rực lên, cảm giác rằng cái sự chờ đợi ngàn vạn năm qua đã sắp chạm được, làm người của y ngây ngất và hồi hộp đến tột đỉnh. Xích quỷ kim mà, ngày này cuối cùng đã đến rồi. Cố kiệt nhân ta hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả tình nghĩa huynh đệ, tình cảm phụ tử để có được ngươi, cũng đã là xứng đáng rồi. Y dùng tay lên, định khi mà xích quỷ kim vừa tẩy trần xong, sẽ một chữ mà giết chết được Thiên Châu. Thiên Châu nhìn trước cái đoạn khẩu quyết thì bất ngờ một tay giật lấy xích quỷ kiếm từ trong hộp, lăn hai vòng quăng xích quỷ kiếm về phía Cảnh Hào đang đứng bên ngoài chờ sẵn. Rồi đại ca, bắt lấy! Cảnh Hào lao đến bắt lấy kiếm, rồi một bước mặt phi thân nhảy khỏi Trường Minh Cung. Mọi việc quá là nhanh đã khiến cho lão nhân gia bất ngờ, hắn thét lên: Bắt lấy Lục Cảnh Hào! Tình Tuyết lập tức đuổi theo, nàng ta đọc thần chú rồi một cước mọc bay lên, cưỡi hắc long đuổi theo Cảnh Hào. Lão nhân gia cũng lao ra ngoài, chưa kịp ra đến cửa, Thiên Châu đã bay ra trước rồi chặn đầu hắn ta. Thiên Châu lướt một tay một cái, nguyên thân đàn lại hiện ra. Cậu dựng đứng thân đàn lên, năm ngón tay chà sát dây đàn, phát ra một cái kết giới cực mạnh, quỷ quại cả một mạng lớn của Trường Sinh Cung. Sau cái đợt tấn công mạnh mẽ đầu tiên của Thiên Châu, lão nhân gia vẫn là bình chân như vậy. Cậu dẫn khí dùng cả một cái lực mạnh hơn để phát thêm một tràng kết giới liên tục mà tấn công y. Nhưng y vừa đây chỉ giơ tay lên một cái thôi đã có thể khống chế toàn bộ lực tấn công của Thiên Châu. Kết giới dùng tới của cậu đã bị y phải thêm một cái, liền giống như là khói bụi mà tan ra hai bên. Thiên Châu nhíu mày lại, ngồi khoanh chân xuống, lực đàn nằm ngang để lên trên đùi. Cậu ta nhắm nghiền mắt lại, 10 đầu ngón tay liên tục lướt ở trên dây đàn, tiếng đàn giống như là nước chảy mây trôi, không khí ngưng động. Gió đứng yên, bất ngờ Thiên Châu lại vung tay lên đầy mạnh mẽ. Sau lưng của cậu liền hiện ra một con rồng trắng, vuông tròn mạnh mẽ mà xé toạc đi cái không khí, đánh thẳng về phía lão nhân gia. Y không hề tránh né, một tay để sau hông, một tay thì xoay tròn ở trong không khí, lập tức một kết giới lửa hiện ra. Rồng trắng của Thiên Châu vừa chạm đến liền bị thiêu đốt đi. Thiên Châu trụ lực, dần khi đi có thể dùng sức, máu từ miệng tràn ra. Lão nhân gia xoắn mạnh tay, lập tức rồng rắn lại nổ tung. Thiên Châu phun máu dùng nguyệt thần đàn cả một mảng đỏ tươi. Cậu ngã ngược ra sau, thở thấp thở. Lão nhân gia liền giải cái kết giới phi tân đến để tấn công Thiên Châu. Hắn ta hét to: Hấp tinh đại pháp! Thiên Châu đang ngồi trên mặt đất, thấy lão nhân gia bay đến, sức mạnh khủng khiếp đã khiến cho cậu kinh hãi, nhắm nghiền mắt lại. Bỗng cảm giác có một lực thật là mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, lăn cho mấy vòng ở trên mặt đất. Cậu mở mắt ra đã thấy cô Trường Hải chắn trước mặt mình. Cô Trường Hải sao? Cô Trường Hải kẻ xoay đầu
mỉm cười với Thiên Châu một cái. Như tử à, đã có ta ở đây. Cô Trường Hải à, người muốn chống đối ta hay sao? Chứng kiến đứa con trai sau nhiều năm đứng như cái phía kẻ thù mà chống đối mình, lão nhân già giống như là phát điên lên. Nếu người dừng lại ở đây, ta sẽ gọi người hai tiếng phụ tân. Nếu không thì đừng hòng ta gọi cái tiếng trả này. Bất hiếu gì, ta không cần nghiệt tướng như là ngươi. Từ gió ta đã không cần rồi, bây giờ lại càng không. Đừng nghĩ một con chốt như người có thể đòi hỏi thứ gì từ ta. Dứt lời, lão nhân gia giận khí. Thế vậy, cô Trường Hải được ôm ngay Thiên Châu lao nhanh đến vực núi. Như tử à, đi đi, giờ đây phải tự mình lo liệu đó. Ta không thể nào ở bên cả đệ nữa. Kiếp sau nếu như có gặp lại, nhất định lại không được từ chối ta đó. Cô Trường Hải à, ngươi muốn gì chứ? Thiên Châu vừa dứt lời, cô Trường Hải đã chầm tới múc lấy một cái thịt la mạnh vào trong môn của cậu. Thiên Châu nhìn thấy cô Trường Hải nhắm nghiêng đôi mắt, một giọt nước mắt của hắn ta chảy xuống len lỏi ở dưới khóe môi của hai người. Ta yêu đệ, nhân tử à. Vừa dứt lời, hắn ta quăng Thiên Châu rơi xuống núi. Không, cô Trường Hải à, không được, không được bỏ lại ta một mình. Tóc của Thiên Châu bỗng trở nên trắng xóa, rời tay của hắn ta mà rơi xuống khỏi cái tầng mây. Cậu vẫn là đưa tay về hướng cô Trường Hải, nước mắt chảy ướt gò má. Cuối cùng đệ cũng đã chịu rơi nước mắt vì ta rồi. Nhân tử à. Cô Trường Hải nhìn theo, hắn ta nở ra một cái nụ cười thật là đẹp, rồi bay vào trong đối đầu cùng với phụ thân hắn ta. Thiên Châu đang rơi xuống vì quá đau lòng mà ngất đi. Bỗng từ xa đang rền vang cái tiếng grat grat. Ngoài kính vô cười ở trên lưng của quả phụng hoàng bay lên quần thảo cả bầu trời. Chính vô tung lên trên cao xoay người để có thể hướng lấy Thiên Châu ôm cứng vào trong lòng, rồi phi thân lên trên lưng của quả phụng hoàng rời khỏi Trường Minh Cung. Quả phụng hoàng chính là linh vật, nó có thể xuyên qua mọi kết giới và đánh rơi bất cứ nơi nào mà mình muốn, kể cả thiên giới cũng không ngoại lệ. Chính dù ôm chặt Thiên Châu vào trong lòng gọi lớn, ánh mắt căng thẳng tột độ. Châu Châu, Châu Châu à, tỉnh dậy đi Châu Châu. Thiên Châu khẽ hé mở mắt ra, tóc dần chuyển sang đen, nước mắt tràn ra khóe mi. Cậu ta lắp bắp một câu rồi ngất liệm đi. Cô Trường Hải, hắn vì ta mà hy sinh rồi. Chính dù như mày, hắn ta ôm cậu càng chặt hơn, nhìn về phía xa khóe mắt đã đỏ ửng. Cô Trường Hải, hắn ta bạn lớn như vậy chắc sẽ không sao đâu. Chính dù đang bần thân cả người thì từ phía xa nghe được tiếng gọi. Gọi Chính Du à, đón ta. Chính Du nghe mắt nhìn kỹ lại, đó chính là Lục Cảnh Hào. Y đang đàn vân tốc độ cực nhanh, phía sau chính là Hắc Long đang hùng dũng đuổi theo. Chính Du nhíu mày một cái. Quá ra chính là các người thông đồng gài ta hay sao chứ. Quả Phùng Hoàng đã nhanh chóng giang cái đôi cánh rộng lớn để lượn vòng đó lấy Cảnh Hào trên lưng, bụt một cái liền bay đi. Hắc Long đã tiến gần sát đến bọn họ, dự báo có một cuộc đánh nhau đến lòng trời lở đất giữa các linh vật từ thuở hồng quang. Cảnh Hào vừa an vị trên lưng của quả phụng hoàng, liền nhìn thấy Thiên Châu ngất liệm ở trong lòng của Chính Du mà xót xa, máu vẫn cứ còn dương ở khóe miệng. Thiên Châu chứ? Chính Du trầm mặc một lúc liền trả lời. Để không sao, nhất định sẽ không sao đâu mà. Hắn ta vừa nói lại vừa vuốt ve cái gò má của cậu để tự an ủi chính bản thân mình. Hắn ta biết lần này nội thương của Thiên Châu là không hề nhẹ. Nếu lúc nãy hắn ta không đến kịp, có thể là khi lạnh ở Trường Minh Cung đã đoạt đi cái mạng sống của Thiên Châu hắn rồi.
xin lỗi Châu Châu, ta đã đến muộn rồi. Nè, không phải lỗi ngươi đâu, đừng có tự trách mình chứ. Là Thiên Châu và ta đã không cho ngươi biết mà thôi. Cái việc này ta sẽ tính sổ với các người sau đó. Bây giờ chúng ta lại phải tìm kế hoạch để thoát thân trước. Trình Vô vừa nói lại vừa liếc nhìn thanh kiếm ở trên tay Quân Cảnh Hạo. Đã lấy được sinh quy kiếm hay sao chứ? Phải, Thiên Châu đã bảo hiểm bằng cả mạng sống của mình đó. Quỳnh cũng vậy đó, Quỳnh trở về chính là tốt rồi. Chúng ta đều rất lo lắng cho Quỳnh, nhất là Lục Phong. Ta biết mà, không giờ hẹn cọp là không thể nào bắt được cục con đâu. Mạo hiểm lần này quá thật xứng đáng mà. Quả Phùng Hoàng bay tới với một cái tốc độ kinh hoàng, liên tục đạo cánh bạc gió, nhưng mà chưa thể thoát được cái sự truy đuổi của Hắc Long. Tình Thế Tự trên lưng rồng hiếp mắt nhìn Cảnh Hào, liền mỉm cười một cái rồi đưa tay lên để mà lẩm nhẩm. Y lập tức cảm giác rằng đầu của mình giống như bị cả ngàn vạn thiên mã giày xéo, chân tay không tự không chế, cái thân thể nghiêng ngả sắp rơi khỏi lưng của Quả Phùng Hoàng. Chính dù kinh hãi mà đưa tay bắt lấy y lại. Đó, chuyện gì chứ? Ta không xong rồi. Đồng xa kia chính là đang phát huy tác dụng. Ả đến nhân đó đang muốn điều khiển lý trí của ta. Đó, vui có chịu được không? Ta đang cố gắng đây. Cảnh Hào nghiến chặt răng đem mà dẫn khí, điều quả khí tức để có thể ngăn chặn cái khẩu âm từ Tình Tuyết kia. Trán của y rịn một tầng mồ hôi lạnh, cơ thể tỏa nhiệt ra nóng hổi. Khốn kiếp, Lục Cảnh Hào à, định lực của ngươi tôi là mạnh mẽ đó. Đã bài là bảy lượt thoát khỏi đi cái sự điều khiển của ta. Lần này ta tin là ngươi không còn may mắn như vậy nữa đâu. Tình Tuyết đứng thẳng dậy, phải theo một cái liền hiện ra trước trường cung bằng bạc. Cái ánh sáng lấp lánh giống như là hào quang tỏa ra rực rỡ cả một bầu trời. Nàng ta giương cung lên, tay trái giữ chặt lấy cánh cung, tay phải thì rút nhẹ một đường, liền xuất hiện sau một cái mũi tên bạc. Tình Tuyên nâng cung ngang đến đầu, từ từ cặn dày đến sát mang tai. Đầu của nàng ta hướng thẳng đến Cảnh Hào đang ôm ở trong người xích quy kiếm. Cánh tay trái đã tạo thành một đường thẳng. Lực càng cực mạnh, bất ngờ Tình Thuyết buông cung. Mũi tên sắc bén kia nó giống như là một cái thanh kiếm xét qua bầu trời, đâm thẳng về hướng Cảnh Hào. Phịch một cái, mũi tên cắm thẳng vào trong lưng của Cảnh Hào. Y nhíu mày một cái, ngã nhào về phía trước, đâm sầm vào trong lưng của Chinh Du. Mũi tên vừa cắm vào liền biến mất, máu chảy ra thấm ướt cả một màn áo. Ta bị trúng tên rồi. Cảnh Hào à, chủ lực. Hơi thở của y bỗng trở nên yếu ớt. Mũi tên của Tình Tuyết kia sức mạnh là khôn lường. Một kẻ có tu vi vạn năm như là Cảnh Hào, nhưng mà một lần bắn trúng đã hạ gục được. Chính dù nhìn về phía sau mà lòng dạ bất an, nhưng không một phút chậm trễ, hắn ta nhấc Cảnh Hào về phía trước Thiên Châu, lẩm nhẩm một cái sợi dây bằng chất liệu để hiện ra cột chặt lấy Cảnh Hào và Thiên Châu lại với nhau. Chính dù ngồi sau cuối, ôm chặt lấy Thiên Châu trong lòng, chân trụ vững để cho không bị ngã khỏi Quả Phùng Hoàng. Cảnh Hào, vừa phải cố gắng lên. Chính dù hét lớn. Cảnh Hào thì thào, Chính dù à, nếu như có chuyện gì, xin hãy bỏ lại ta đi. Thiên Châu cùng với xích quy kiếm, cứ bỏ trốn đi, không cần người phải lo đâu. Cảnh Hào à, chúng ta chỉ còn ba con người, đưa tự dành cho mà thôi. Ta sẽ không bỏ lên Quỳnh một mình đâu, chết thì cùng chết, đừng có lại giải nữa. Chính dù nhíu mày nhìn đăm đăm về cái hướng của Tình Tuyết. Nàng ta đang chuẩn bị một cái đợt tấn công thứ hai. Hắc Long và Quả Phùng Hoàng vẫn cứ đang duy trì khoảng cách. Quả Phùng Hoàng đảo cánh thì Hắc Long kia cũng cuộn tròn. Đây chẳng phải là cái cuộc chiến của riêng Chính Du, mà còn là cái cuộc chiến của tốc độ của hai linh vật.
Tình Tuyết là Dương Cung, lần này nàng ta lại nhắm đến chính là Thiên Châu. Định Nhân à, người lẽ ra không có nên hồi sinh. Người vốn dĩ nay càng không nên tồn tại trên cõi đời này. Nếu như còn sống, Cố Trường Hải kia mãi mãi sẽ không nhìn thấy ta. Mũi tên này chính là ta dành cho ngươi. Dứt lời, Tình Tuyết lại tập trung cao độ. Ánh mắt của nàng ta độc ác giống như là cái loài mãng xà, lập tức nhả tên về phía Thiên Châu. Chính vui nhanh mắt đi nhìn thấy mà vận khí đánh ra một cái kết giới vững chắc. Mũi tên giống như là vũ bão xuyên thẳng qua cái kết giới, lướt đến với một cái tốc độ chóng mặt. Cảnh họ, huynh cố trụ vững đi với Thiên Châu đi, ta sẽ tiến lên ở phía giả ta. Dứt lời, Chính Vũ lập tức tạo ra một cái tràng kết giới, nhảy ra khỏi quả phụng hoàng, đứt thân trên những cái kết giới, phi bay thẳng về hướng phía mũi tên của Tình Tuyết. Hắn ta lập tức xoay tay một cái, đánh ra một cái chiêu kết hình lưỡi, phát lực cực mạnh theo cái chiều ngang vào trong mũi tên. Mũi tên đánh trúng rồi lệch hướng, bay thẳng vào trong cái tầng mây rồi nổ tung ra. Chính Vũ nhanh như chớp đảo một vòng nhảy lên trên lưng của quả phụng hoàng. Tình Tuyết nghiến răng nghiến lợi, quả khí công tâm, nàng ta lại dương cung lên. Lần này ba mũi tên được phát ra, Chính Vũ nhíu mày, định lực mở ra một cái kết giới vững chắc để có thể bọc lấy Thiên Châu và Cảnh Hào. Lúc này đây, quả phụng hoàng bất ngờ ưỡn mình giúp thẳng lên trên bầu trời, đột nghiêng mình đảo cánh, bất giác lượng vòng đối đầu với Hắc Long. Nhanh giống như một tia chớp, nó đã xuất hiện từ bên hông của Hắc Long, rống lên một tiếng giống như là sấm rền. Lửa lập tức trùm kín cả một góc trời. Bị tấn công bất ngờ, Hắc Long đã không kịp phản ứng, rồng bị thương cuộn mình gầm vang. Tiếng gầm nó giống như xé toạc cả bầu trời. Tình Tuyết lảo đảo trên lưng rồng, như lại cố trù vững dương tên lên, định sẽ một lần nữa mà kết liễu đi ba cái kẻ bên cạnh mình. Nhưng chưa kịp bắn đi thì bị một cái kết giới bất ngờ đánh vào trong gáy, nàng ta lảo đảo. Chết đi, nếu như đệ tỷ. Chính Vũ dứt lời, bỗng nhảy ra khỏi thân của quả phụng hoàng mà lao đến. Trường kiếm xoáng lớn hiện ra, hắn ta từ trên cao toàn lực mà chém xuống. Tình Tuyết dùng thân để cung chặn kiếm lại. Lực quá là mạnh, khi hai chân của nàng ta khuỵu xuống thân rồng vô lực chống đỡ. Chính Vũ tung một thước ngang vai đá nàng ta văng khỏi ra tầng mây. Lúc này đây, Hắc Long gào thét dữ dội, của mình xoắn vòng liên tục xuyên qua những cái đám mây, hết bay lên rồi lại lao đầu xuống. Quả phụng hoàng lão đạo đánh lượn cái cánh vòng chờ thời cơ để có thể tấn công thêm một lần nữa. Chính Vũ trù lực cưỡi trên lưng rồng, gió cắt nghe rát rạc, những cái vết cắt giống như ai cào làm cho mặt quán ta rỉ máu. Chính Vũ nhắm hờ mắt lại, gió tới đến nỗi hắn ta khó lòng mà mở mắt ra, vành mắt đỏ ửng, nước mắt nhạt nhòa đầy khó chịu vô lực mà tuôn ra. Đang cố trụ lực, bỗng cái hơi nóng hừng hực phả vào trong người. Chính Vũ chớp mắt một cái đã nhìn thấy bên cạnh chỉ là quả phụng hoàng hướng cái đuôi rồng phun lửa. Hắc Long hoàng bình lên, bỗng nó cuộn thân xoắn đầu lại, đôi mắt đỏ sẫm phun ra cả một cái trận nước to giống là cuồng phong, xoáy mạnh về cái hướng quả phụng hoàng. Phụng hoàng đảo cánh một cái liền né được. Trong nhiều lần đối đầu với trước đó, Hắc Long chưa từng là đối thủ của quả phụng hoàng. Tuy nhiên, như chó cùng rứt dộ mà quay đầu lại cắn một phát. Chỉ tiếc thay, đối tượng lần này lại là linh vật vô đối thủ ở trong trời đất. Chính vì vậy, quả phụng hoàng đảo cánh một cái thôi liền có thể tránh được long đanh của Hắc Long. Tuy nhiên, Hắc Long có cái tốc độ và sức mạnh, những cái lần tấn công của phụng hoàng chỉ làm cho nó suy yếu, chứ chưa đủ sức đoạt mạng của nó. Chính Vũ nghĩ ra điều gì đó, rồi bất ngờ một cước mà nhảy khỏi thân rồng, dẫn khi tạo ra một cái sợi dây, rồi nước gió lượn vòng quanh để trói chặt cổ của rồng. Lập tức bám vào trong đầu rồng siết chặt dây lại, khiến cho rồng khó chịu mà rồng lộn, chịu dời đi cái sự chú ý của nó. Nó cuộn mình lắc lư toàn thân để có thể thoát khỏi kết giới của Chính Vũ. Hắn ta dồn hết sức
nhưng mà con rồng này quá mạnh, sợi dây đang mỏng manh đã dần dần sắp đứt đoạn đi. Ngay lập tức quả phong hoàng lại rền lên hai tiếng grab grab, bụng hấp vào một tiếng grab nữa, liệt quả bùng xích, sức nóng giống như là muốn thiêu trụi cả bầu trời này. Trừ Minh Cung phải đến đốt cháy Hắc Long. Khoảnh khắc lửa đỏ đã bùng đến, Chinh Du nhảy khỏi Hắc Long mà ngã xuống khỏi tầng mây. Hắc Long vùng vẫy mạnh mẽ, tiếng gào thét giống như là sấm rền làm chuyển động cả một vùng trời. Bỗng bùng một tiếng, thân xác của Hắc Long đã tan thành khói bụi, luồng khí tỏa ra làm cho Chinh Du đang lơ lửng ở trong không trung bị hất văng ra cả một đoạn, rơi tõm xuống mê cung dưới chân. Ngay khi Chinh Du vừa ngã ra khỏi bầu trời, Thiên Châu lồm cồm tỉnh dậy, nhìn lại sau lưng liền cảm giác có được một cái luồng khí cực mạnh đang đến rất gần. Cậu dùng sức một chút còn lại để có thể giải khai kết giới thoát khỏi cảnh hào, rồi nói nhỏ: Qua phung hạ quay mà bao hồn cảnh hào và sức quy kiếm về tuyệt động đi. Ta và Chinh Du sao không bộ sao? Thiên Châu à, để đi đâu chứ? Cảnh hào thiều thào, cô đi giữa lấy tay của Thiên Châu. Cậu nhìn y rồi cười khẽ: Đội đại ca, ta đi tìm Chinh Du, ta không để cho hắn ta đưa đồng mình dưới đó đâu. Nếu như có bất trắc gì, ta sẽ quy đi Hải Định Nhân, để cho người đời mãi mãi không thể nào sử dụng được sức quy kiếm. Nhưng mà ngộ nhớ sau 3 ngày nữa ta và hắn ta không thể trở về tuyệt tộc, đề phòng Hải Định Nhân đã lọt vào trong tay của Cố Kiệt Nhân. Quỳnh đó, hãy mang sức quy kiếm xuống Trường Giang đi, và giấu ở một cái nơi nào đó để cho hắn ta mãi mãi không tìm thấy. Trong trách này ta xin giao lại cho Quỳnh. Châu Châu à, nhất định trở về nghe chưa? Thiên Châu không trả lời, liền lập tức nhảy xuống. Quả phụng hoàng cất lên hai tiếng crack crack, rồi tung cánh bay vụt đi. Cô Kiệt Nhân giữ lấy tay của Tĩnh Tuyết từ phía đằng xa mà đang văng hướng đến. Hắn ta chỉ kịp thêm quả phụng hoàng bay đi, nhưng mà chưa biết cái sự tình ra làm sao, liền tức tốc mà đuổi theo. Được một lúc, quả phụng hoàng giống như là bốc hơi vào trong không khí, tốc độ quá nhanh, Cố Kiệt Nhân hoàn toàn là không thể nào đuổi theo kịp. Y liền bay về phía cung điện, dùng cái mắt thần từ kính thiên giới mà nhìn xuống cõi thần. Y liền nhìn thấy cảnh hào cưỡi phụng hoàng vút qua rồi biến mất. Trên vai của hắn ta là xích quy kiếm. Tinh Tuyết khẽ kêu lên: Lúc nãy cô có quần chinh du giữa Thiên Châu nữa mà, sao bây giờ lại không thấy nữa chứ? Là dư động kích tay đây, lũ con kiếp, lũ rên các người dám dùng cái kê này để đối phó với lão phụ hay sao? Cô Kiệt Nhân tức giận đập tay xuống bàn mà chửi rủa, rồi lại tiếp tục: Xem ra chúng đã chia làm hai rồi, Lục Cánh Hầu dưới kiếp, còn cái tên họ Hoàng và họ Hứa kia dưới lên ngọc bội. Nghĩa phụ à, xin ngài bình tĩnh đi. Nếu như vậy, Hứa Thiên Châu kia chắc chắn là còn chưa có đi xa lắm đâu. Hắn ta có thể là còn quẩn quanh đâu đó ở trong hoàng cung này mà thôi. Tình Tuyết vừa nói lại vừa rên lên khẽ một tiếng. Vết thương ở trên người của nàng ta đang rỉ máu. Cố Kiệt Nhân như đôi mắt đỏ ngầu để lướt qua thương thế của Tình Tuyết: Nè, con bị thương có nặng không? Dạ, con giống thưa cha. Nếu như lúc nãy cha không kịp ứng cứu thì e là thân này đã rơi xuống, chắc là đã thịt nát xương tan rồi. Nè, con không sao thì đã là tốt rồi. À, về phần đại ca, Quỳnh ấy như thế nào rồi hả thưa cha? Cái tình nghịch tử kia dám chống đối lão phu này, ta đã sớm cho hắn ta một chưởng, còn bất tử đến Trường Minh Cung kìa, chắc giờ này đã không còn nửa cái mạng nữa rồi. Lão nhân gia, không xong rồi. Bên ngoài, một tướng quân hối hả mà chạy vào, bộ dạng hốt hoảng quỳ rạp ở trên mặt đất. Nói,
Đại công tử đã biến mất rồi. Cái gì chứ? Tình tiết cả kinh, mắt của nàng ta sáng lên một tia hy vọng, bỗng nhìn lại Cố Kiệt Nhân đang bốc quả, liền thu liễm lại. Ai có tìm hắn ta đi chứ? Chỉ một chữ của ta, hắn ta không thể nào còn sức mà trốn đi được nữa đâu. Huống chi chuyện Minh Cung này chứng khi đằng đằng, xem ra là còn có một kẻ khác đang ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu đây. Chà, lẽ nào chính là thuộc hạ của đại ca hay sao chứ? Thuộc hạ của Cố Trường Hải chỉ là một lũ vô dụng mà thôi, kẻ nào có thể đến được đây chứ? Nhưng mà trong đầu của ta vừa vậy là chỉ có một người, chính phần thì là hắn ta rồi. Kẻ mà ta muốn giết nhất, nhiều năm đã không gặp lại, xem ra lần này hắn ta đã chịu xuất đầu lộ diện rồi. Dạ, là ai thưa cha? Con cứ chờ đó đi. Bây giờ việc trước mắt chính là tìm được hai định nhân, sau đó hắn tìm xích quỷ kiếm. Nhanh, quần đá các con hoàng cung cũng là phải tìm được bọn chúng cho ta. Dạ phu thân. Thiền Châu sau khi mình nhảy khỏi quả phùng hoàng rồi, dùng hết nội lực cuối cùng cũng đã đạp xuống được mặt đất bình an. Bụng của cậu ta âm ỉ đau, toàn thân bị nội thương không ít, khí sắc lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. Cậu khẽ chạm vào cái sợi dây kết giới mà chính Du đã kết vào trong tay của cậu sáng nay để cảm nhận được hắn ta. Cậu lẩm nhẩm truyền âm gọi hắn. Chính Du à, người đang ở đâu? Trả lời của ta đi. Vẫn không thấy tiếng trả lời, cậu cứ như vậy mà lò dò bước đi. Nơi này nguy hiểm như vậy, không có tiên tầm, liệu ngươi có chịu nổi không hả Chính Du? Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt lo lắng đảo quanh để tìm kiếm cái thân ảnh của người kia, nhưng rồi lại chẳng thấy đâu. Cuối cùng bản thân lại lạc vào trong cái khu rừng ở dưới chân Trường Minh Cung. Xung quanh mây khói mờ mịt, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang đêm, màn sương giăng giăng khắp nẻo. Thiên Châu thấy thân thể của mình bắt đầu lạnh, cậu lấy tay xoa nhẹ vào trong vai, gương mặt nhìn lên trên bầu trời để có thể cảm thán. Thiên ơi, tội nghiệp cũng chính là do ta gây ra, xin đừng bắt quan Chính Du là phải gánh hắn. Hắn ta chỉ là một cái kẻ phàm phu tục tử, không như vậy thấy sự ganh đua hơn thua được mất. Hắn chỉ là một lòng vì thủy tộc mà dốc sức, vì tình duyên ta mà lạc bước đến đây. Xin hãy để cho ta tìm thấy hắn ta đi, xin cho hắn ta được bình an. Hứa Thiên Châu này có dòng bạn cũng không hề hối tiếc. Nói xong cậu lại rảo bước. Đến khi tối mịt, Thiên Châu phát hiện ra mình đi được một vòng, cuối cùng vẫn là trở về lại chỗ cũ. Khi lực suy yếu cùng với nỗi thương nghiêm trọng thêm vào sương mù bao phủ khắp nơi, càng làm cho cậu không thể nào tìm ra được cái phương hướng. Vừa thương tâm vừa mỏi mệt, cậu ngã người xuống tựa vào trong một tảng đá to. Thiên Châu thử mắt, mắt nhìn vào mọi thứ mông lung không tiêu cự. Bỗng cậu giật mình một cái, có thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh mà trơn ướt nắm lấy cổ tay của mình. Cậu quảng hốt đưa hét lên. Thiên mặt Châu Châu, ta đây, chính là ta đây. Chính Du là người thật sao? Chính Du sao chứ? Thiên Châu chờ người đến. Quan Chính Du đang nằm quắt nghẹo úp sấp ở dưới đất. Cậu đã hắn ta ngồi dậy, đưa ôm chặt vào trong lòng. Đầu của hắn ta vùi trong lòng ngực ấm áp của cậu. Nước mắt của Thiên Châu vô lực không chế trên lợp bợp ở trên gương mặt của hắn ta nóng hổi. Chính Du à, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ta tưởng là kiếp này ta không thể nào nhìn thấy người được nữa chứ. Ta sợ lắm, ta sợ lắm, người có biết không? Chính Du nhai răng ra cười cười. Toàn thân của hắn ta quần áo rách bươm, máu đang nhuộm thẳm
cả cái thân nhàu nát. Hắn ta nghe tiếng khóc của Tiên Châu mà cả một trận ấm áp dâng lên ở trong lòng. Nhưng chưa hết ấm ức vì cậu đã thông đồng với Lục Cảnh Hào lừa hắn ta, nên mất gian buông ra một cái lời trách móc. Để đó, biết rõ là tao lo lắng mà. Tao chính là lo lắng cho đệ, mà đệ lại còn dưới cùng với Hào kia, vẫn tâm lừa gạt ta, hại ta thương tâm đến muốn chết. Nếu như ta chết rồi thì đệ có đau lòng không chứ? Hả? Ta sẽ đau lòng mà, nhưng ta cũng sẽ quên danh thôi. Dù gì thì ngoài kia vẫn còn nhiều người đang chờ đợi ta mà, ta cũng nên không thể nào sống mà ngoài phí được. Để Chính dù họ lên một tiếng sặc sụa với thương toàn thân của hắn ta đau nhất, Thiên Châu vỗ nhẹ nhẹ sống lưng của hắn ta, đau lòng nói: "Nè, có đau lắm không chứ? Mặc kệ ta đi, quên tên ta làm gì chứ? Cứ bỏ mặt ta ở đây luôn đi. Để cứ ra ngoài kia kìa, ra ngoài với cái bọn người mà đang chờ đợi đi. Cái đồ lòng lan giả sói, đi như thế ta chết quá đi cho rồi. Người đó, ta nói gì cũng tin hay sao chứ? Để không lo lắng cho người, ta đã sớm cùng với Cánh Hào bay đi rồi, còn cần gì đến cái nơi lạnh lẽo này để mà tìm người chứ? Nè, để thực sự là lo lắng cho ta hay sao chứ? Nói thừa, ta lúc nãy lại còn tính là nếu như người đã chết rồi, ta sẽ quỷ đi Hải Định Nhân cùng với người chết đó. Ta sẽ không để cho người đi một mình đâu. Nè, để đồng ý tuần tác cùng ta sẽ sao? Chính dù nhất thời là sắc mặt rạng rỡ, tươi cười hết cỡ, rất chi là khả ố, nhìn như thế nào cũng lại không ra cái dạng đang bị thương nặng của hắn ta. Người đó thật muốn ta là tuần tác cùng hay sao chứ? Không đâu, ta chỉ là muốn cùng sống với đệ thôi. Ta vui chỉ biết là đệ yêu thương mình, chỉ như lại đủ rồi. Đệ đó khờ quá, nếu như ta có gặp chuyện không may, đệ chỉ cần mà hài cốt của ta bên cạnh thôi, ngày ngày nói chuyện cùng với ta, tuyệt đối không để cho người khác thân cận cùng với mình, tuyệt đối không được quên ta. Chỉ như vậy đã là đủ rồi, ta không cần thêm gì nữa đâu. Người đúng là một cái tên điên đó. Phải, tên điên mới có thể em đây cuộc suy như vậy mà. Nói xong, hắn ta liền chồm lên trên môi, đánh chụp một cái lên trên môi của Thiên Châu rồi rời ra. Cậu dùng một cái ánh mắt thâm thuy đối diện cùng với hắn ta, rồi đưa môi đến cắn nhẹ vào trong môi trên của hắn ta một cái. Chính dù tuyệt nhiên là không có thể nào bỏ lỡ cái cơ hội này, liền ôm siết lấy thân thể của Thiên Châu, vươn miệng đến để gặm lấy môi dưới của cậu gấp gấp lấy mút. Cậu khẽ hé miệng, lập tức cái chiếc lưỡi của hắn ta giống như là xà mà trơn ướt chua tọt vào trong, liếm láp đi cái khoang miệng, hơi thở độc chiếm mãnh liệt, thô lỗ cuốn lấy đầu lưỡi của Thiên Châu, mặc sức mà cắn gặm, nuốt lê cái hơi thở, làm cho cậu càng một phen nghẹt thở, cổ ngửa lùi về phía sau để có thể tìm lấy hơi. Chính dù một tay đỡ lấy ghế, áp cậu vào sát đầu của hắn ta, đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa, đến tận cuốn họng. Thiên Châu lại liên tục liếm vào những cái điểm nhạy cảm ở trong khoang miệng, làm cho Thiên Châu khẽ rên lên. Hắn ta càng lúc lại càng cuồng nhiệt, đầu lưỡi của Thiên Châu bị mút đến đâu lợi hại, bắt đầu tê dại đi, môi cũng không còn cảm giác, hơi thở nặng nề, miệng thì bị hắn ta mút bát không điều chỉnh được, mà một dòng nước theo khóe môi chảy xuống. Đến khi cậu gần tắt thở đi, Chính Dù mới rời khỏi môi lưỡi, liếm dọc theo cái dòng nước chảy một đường đến cổ, rồi dừng lại tại bả vai của hắn ta, cắn Thiên Châu một cái, khiến cho cậu tỉnh mộng. Đau hư với ta đi, sau này không được giữ trò bắt cóc trước mặt của ta nữa, cứ hứa không? Chính Dù vừa nói là vừa ôm Thiên Châu khảm vào trong lòng, như sợ lê thêm một cái thôi người sẽ lập tức biến mất.
Nè, ta không định gạt ngươi đâu. Vậy sự gì như thế nào chứ? Có thể nói rõ cho ta nghe được không? Để không hề mất trí nhớ, có phải không chứ? Nè, ta thực sự đã mất trí nhớ đó. Nhưng mà khi chạy thoát khỏi lúc bao lão tổ thì liền nhớ lại. À, thì ra chính là khi đó sao? Phải. Trong lúc mà người vào bên trong giúp Trần Tiêu Dao tiêu tiêu cho Lục Phong, thì bên ngoài ta cũng đã từng bước mà từng bước nhớ ra được. Khi đó đời đại ca bị đau đầu và đã kể với ta đã bị mãng xà ba đầu cắn. Khi đó ta dây quân ấy đi tương kế tụ kế để có thể giả vờ quân ấy bị Tình Tuyết điều khiển nên bắt ta đi. Ta chỉ là không có định giấu người, nhưng mà vì tình thấy cấp bách quá, ngay lúc Tình Tuyết dùng khẩu âm nên chúng ta lập tức quyết định rời khỏi. Nhưng ta lại nghĩ chắc chắn là người sẽ tìm được ta, vì ngươi lúc nào cũng chỉ là người tìm ra ta mà. Ta tin ngươi, Chinh Du à. Ngoan, bảo bối thật là ngoan mà. Nè, ngươi không trách ta nữa chứ? Không, nhưng mà nhất định là vẫn trách đó. Lát nữa đợi một cho ta là được rồi. Hả? Chinh Du cười gian liền đứng thẳng dậy bế Sóc Thiên Châu lên. Tối nay hãy đền bù cho ta đi. Đã, ngươi đã làm cái trò gì chứ? Mau thả ta xuống đi.